Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị Nếu quý vị theo dõi kênh đã lâu Thì có lẽ không xa lạ với cái tên tác giả manh quỷ Có một bộ truyện mang tên Cái đầu không mắt Đã được quý vị rất là yêu thích Và ngày hôm nay tiếp tục phần tiếp theo của bộ truyện đó Manh quỷ sẽ khắc họa một câu chuyện vô cùng là kinh dị Mang tên chôn sống vợ cả Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Giữa cây nóng chưa hè miền Bắc, ở đâu đó vẫn có những con người phơi mình giữa cây nắng như thiêu như đốt, kiếm từng đồng để nuôi sống gia đình. Ngược lại có những con người mặc dù khá giả, lại hạ tiện kẹt xin kỳ bo như là lão sơn đồ tệ vậy. Cả cái làng thượng này hầu như ai cũng ghét lão vì cái tính kẹt xin Có dịp lão đi mua lợn của nhà nọ, trả giá thì thấp, chê lên chê xuống, suýt nữa thì bị anh con trai nhà chủ đấm cho một trận chưa hết lão bị con mèo nhà hàng xóm cắn vì tiếc tiền đi tiêm phòng mà lão cũng được một vé du lịch lửa đường quỷ môn quan may mà được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được cái mạng lúc này lão sơn đang ngồi trộm hổm trên cái sập cố mà hút thuốc lào ngựa cổ thổi làn khói lên không trung phê pha được một lúc lão lèm bèm Đéo mẹ thời tiết gì mà nóng như cái lò. Ngồi cạnh bên là mụ bưởi lúc này đang dạng háng quạt phành phạch. Thấy lão chồng mình lèm bèm, mụ mới dầu cái môi mà thái ra cũng phải được ba dĩa, còn thừa mà đốt chát. Nóng à? Thế sao con mua lấy cái điều hòa mà dùng? Có mà sướng như tiên? Hay là sợ tốn điện? Chưa điện mụ kéo dài ra, cố ý châm chọc ông chồng kẻ xín. Ông Sơn nghe con mụ vợ châm chọc thì tỏ ra không vui liền gắt. Tốn cái gì mà tốn? Tôi đây là tiết kiệm điện cho nhà nước. Bà không thấy người ta thông báo là phải tiết kiệm điện à? Mụ bời thấy chồng văn vẻ cũng trẻ môi. Phải rồi, ông là nhất. Hai vợ chồng đang hoành hẹ nhau thì nghe thấy tiếng xe máy tháo bô, nổ bành bạch ngoài ngõ, lao vào sân. Hóa ra là thằng Nam con trai lão Sơn về dừng chân trống đánh cạch một cái nó liền tiến đến cạnh mẹ mà xin xỏ không thèm chào lấy một câu mẹ mẹ cho con ít tiền đi chơi với bạn không để con dứt lời liền quát suốt ngày xin tiền ngoài việc xin tiền đã mày còn làm được cái việc gì nữa không bị bố mắng thằng nam không thèm nhìn mà cái tôi xin là tôi xin tiền mẹ tôi tôi từ trước đến giờ ông có cho tôi được đồng nào đâu mà ông lèm bém Thấy thằng con đã nói mất dạy, Lão Sơn cầm luôn cái điếu cày định phang cho thằng con một phát, thì bị bà bưởi can ngăn. Thôi thôi thôi, cái ông này, con nó đang tuổi lớn thiếu suy nghĩ ông chấp nó làm gì. Thằng Nam thấy bố mình định sử dụng vũ lực, nó nhanh chân chạy tót vào trong buồng đóng sầm cửa nói vọng ra. Bố liệu mà xây cái nhà mới, tôi còn lấy vợ, bác sĩ bảo cưới được rồi, nghe thằng con quý tử nói bác sĩ bảo cưới được rồi mụ bưởi liền cười híp mắt một tay mụ túm lấy cổ lão sơn tay còn lại mụ giằng luôn cái điếu trên tay lão mụ bưởi được cái phốp pháp nặng cũng gần tả còn lão sơn có năm mươi cân bị vợ túm cổ lão trợn mắt mà cản giọng mụ 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 định làm gì định tạo phản hả tới đây mụ bưởi liền ném lão lên phản sau đó mụ giữ giữ cái điếu cày vào mặt lão sơn mà dọa Ông có nghe con nó nói cái gì không? Ngày mai gọi người đến xem mà làm lấy cái nhà cửa. Còn bây giờ đã dọn vườn để chuẩn bị đất làm nhà, dừng hết mọi việc lại. Lão Sơn bị vợ hăm dọa cũng rén, liền ngập ngừng. Ờ, ờ, mụ, đừng có manh động, mai tôi đi gọi người là được chứ gì. Tối hôm đó thằng Nam cưỡi trên con xe tháo pô nổ bồm bộp bổ trên đê, miệng ngân nga. Anh đi câu hò xa xôi, đang ngân ngà hát Bỗng thằng Nam thấy có vài bóng người đang quay lại cái thứ gì đó Cạnh gốc cây hòe cổ thụ cạnh làng Thấy là Thằng Nam giảm ga chậm chậm đến gần Tới nơi nó nhận ra là đám thằng Thành Sứt Đang vây quanh một cô gái Nói về đám này là mấy thằng đầu gấu trong làng Chuyên trộm gà bắt chó Cầm đầu là thằng Thành Sứt Đám thằng Thành nghe tiếng xe máy đến gần Cũng quay lại Nhận ra là thằng Nam thì nó trợn mắt chỉ tay bằng pam pon pon bà pon pa thằng nam đang không hiểu cái thằng xích môi này nó nói gì thì nó thấy có một cô gái đang ngồi đúng gió một chỗ quần áo chỗ còn chỗ không nhận ra là đám thằng thành định làm gì nó vội dừng xe nhanh tay mở cốp lấy ra một thanh tuyếp sắt rồi hướng về phía thằng thành xích mặt chửi mẹ cái thằng thành xích chúng mày muốn làm gì con gái nhà người ta hả có cút ngay không thì báo Đám thằng Thành thấy thằng Nam rút đồ thì chúng nó cũng rút dao mà lăm lăm về phía mình. Thằng Nam liền xông lên trước. Cây tuyếp sắt trong tay vụt thẳng về phía thằng gần nhất đánh cốp. Thằng này đang lớn ngớ lục tìm vũ khí ngẩn lên thì ăn nguyên một cậy thẳng vào chân đau điếng. Không để cho mấy thằng còn lại kịp phản ứng, thằng Nam vung tuyếp sắt, vụt trái vụt phải. Đám thằng Thành bị thằng Nam vụt túi bụi, đành phải buông dao mà ngồi ôm đầu thằng Thành méo máu. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, anh Nam, tha, tha, tha cho bọn em, ôi dồi ôi. Thế bọn thằng Thành đã nằm co ro dưới đất, ôm đầu lúc đó thằng Nam mới dừng tay nhổ phì một cái. Thằng Nam quay lại chỗ cô gái, cởi áo sơ mi trên người, tiến lại định khoác lên cho cô gái kia. Bỗng một cảm giác lạnh lẽo ùa đến, khiến thằng Nam rùng mình khựng lại một chút nó cũng gạt phát đi rồi tiến tới lúc này người con gái đang rúm gió lùi lại dưới gốc cây thấy thằng nam cởi áo lộ ra làn da màu đồng thau bờ vai cơ bắp tiến đến gần thì hốt hoảng à, anh 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 muốn làm gì đừng qua qua đây tôi hét lên đó thằng nam không để ý lời người con gái nói liền giơ cái áo về phía cô gái người con gái thấy hành động của thằng nam cũng ngạc nhiên miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm rồi trở về bộ dạng đáng thương. Vội chụp lấy cái áo mà Nam đưa cho, nhanh chóng khoác lên người. Không kịp để thằng Nam hỏi gì mà quay đi. Thấy con bé này như vậy, thằng Nam lẩm bẩm. Còn gái còn đứa, nói lời cảm ơn cũng khó. Hay... Ai... Thấy người con gái đi xa dần, thằng Nam hướng về phía cô gái mà nói lớn. Ê, nhớ trả áo tôi, tôi là nam gần nhà quán tạp hóa giữa làng ấy nhớ trả nhá nói xong thằng nam cũng leo lên xe chỉ để lại một câu cho đám thằng thành dứt đừng để tao thấy chúng mày một lần nào nữa gặp lần nào đánh lần đó dứt câu liền đổ ga phóng đi để lại phía sau là đám thằng thành còn đang lăn lộn vì đau thấy đèn xe thằng nam đã khuất xuất hiện một ánh mắt đỏ ngầu đầy hận thù nhìn lại trong ánh mắt tràn đầy sự oán giận nhìn về đám thẳng thành sứt đang lăn lộn dưới đất kèm theo trong ánh mắt đó lại có thêm một tia thương nhớ từ đôi mắt đỏ dần dần hiện ra một thân ảnh một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ trên khuôn mặt tuy trắng bệch vô hồn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp xinh đẹp đến mức có thể khuynh quốc khuynh thành người con gái áo đỏ hướng về phía thằng nam rồi cất lên một giọng nói u ám lạnh lẽo mình hiếu cả sau hàng trăm năm cuối cùng ta cũng gặp được chàng dứt lời người con gái áo đỏ liền bay thẳng đến chỗ đám thằng thành lúc này đang lùm cồm đứng dậy bỗng thằng thành sứt cảm thấy có một cơn bút lạnh sộc lên từ sau lưng quay lại nhìn khiến nó điếng người theo đó là một dòng nước chảy ra từ đúng quần ba thằng còn lại thấy đại ca đứng sững như một pho tượng có thằng lên tiếng hỏi Đại đại ca Sao vậy Lại bị thằng Nam đánh hỏng dây thần kinh rồi à? Lúc này ba thằng mới để ý Mặt thằng Nam lúc này đang tái xanh Run dậy Khiến ba thằng còn lại cũng sợ hãi Mà nhìn theo hướng thằng Thành Từ xa một thân ảnh màu đỏ Bay thẳng về phía chúng nó Chỉ trong vài hơi thở Thân ảnh màu đỏ đó đã đứng trước mặt thằng Thành sứt Dí sát khuôn mặt trắng bạch vào hắn Giọng nói âm u cất lên Sao vậy Giọng nói âm u nghe như từ bốn phương tám hướng Bay vào tai bốn thằng Khiến bọn nó run rẩy mà ngồi bệt xuống đất Lúc này thằng Thành mới hoàn hồn mà lắp bắp M -m Ma -m Ma Không để thằng Thành dứt lời Một bàn tay trắng bạch kèm theo đó là bộ móng tay dài sắc nhọn vạch lên cổ nó một đường ngọt liệm Không để ba thằng còn lại chịu thiệt Mỗi thằng được tặng thêm năm lỗ máu trên cổ từng tiêm máu phun ra từ cổ thẳng thành khiến người con gái áo đỏ thích thú mà cất lên tiếng cười ghê rợn thấy đám thẳng thành sắp vong mạng người con gái áo đỏ liền vung tay về phía bốn thằng một làn khói màu trắng từ bốn thân thể sắp chết dần dần bay lên tụ lại một điểm là là đang hút dương khí của tụi nó một đám bẩn thỉu khiến dương khí chúng mày cũng bẩn không kém mà thôi có còn hơn không dứt lời người con gái áo đỏ liền phất tay từ xung quanh dần dần xuất hiện thêm hai bóng ảnh là là bay đến tự giác đứng sau từ tiểu thư chúng ta nên xử lý bốn cái xác này thế nào như cũ chỉ đợi lệnh của chủ nhân hai thân ảnh trực tiếp bay thẳng về phía bốn cái xác mà hút cạn máu thịt của bọn thằng thành Tiếng hai con quỷ cắn nuốt máu thịt đám thẳng thành phát ra trong đêm Cứ ẩn ẩn từng tiếng trong giây lát Cả bốn cái xác bây giờ chỉ còn lại là những cái xác khô Nhìn bốn cái xác khô quát đang nằm dưới đất Nữ quỷ áo đỏ liền phất tay ra lệnh cho hai quỷ hầu Hai người đi theo người đàn ông lúc nãy Nhớ là không được đến gần Ở xa quan sát rồi về báo lại cho ta Hai quỷ hầu nhận lệnh cúi đầu chào rồi cũng bay về phía nhà thằng Nam. Đoạn nữ quỷ áo đỏ lấy một thứ ra từ ống tay áo mà vuốt ve. Hóa ra đó chính là cái áo của thằng Nam vừa nãy mới cởi ra để khoác cho nó. Nhìn ngắm một lúc lâu, miệng nở ra nụ cười hạnh phúc, rồi nữ quỷ cũng bay thẳng lên ngọn cây hòe, rồi biến mất, chỉ lệ lại phía sau tiếng cười ghê rợn. Lúc này ở nhà Sơn Bưởi, tiếng lão Sơn bực bội phát ra từ gian nhà chính, Bà thấy chưa? Con với trà cái, hơn 11 giờ rồi vẫn chưa mò cái mặt về. Chiều cho lắm vào giờ thành thế này. Mụ bưởi ở một bên chẳng thèm để ý đến lão chồng, mà ngồi dạng chân mà quạt cho đỡ nóng. Bỗng mụ bưởi nghe tiếng xe máy nổ sòn từ ngoài cổng vọng vào, kèm theo là tiếng gọi của thằng Nam. Mẹ ơi, mở cổng! Ấp gì mà sớm thế? Mẹ ơi! Tiếng còi của thằng Nam khiến ông Sơn bực tức, liền hướng ra cổng mà trời. Ấp cái thằng cha mày, có tay thì tự đi mà mở. Mụ bời ở kế bên nghe chồng mắng con thì giận dữ, chừng mắt nhìn lão Sơn rồi cầm cái đèn ra mở cổng cho thằng Nam mụ mắng. Tiền sư nhà anh, mẹ có tuổi rồi ấp cái gì mà ấp. Thằng Nam dắt xe vào sân thấy ông Sơn đang ngồi trong nhà, nó cũng chả thèm chào dựng chân chống xe rồi đi thẳng vào buồng để lại phía sau là ánh mắt ghét bỏ của lão sơn thấy mụ bưởi khóa cổng đi vào lão trách móc đấy bà thấy chưa chiều cho nắm vào giờ về thấy bố nó còn không thèm chào biết là hai bố con không hợp nhau mụ bưởi cũng chả thèm nói chỉ để lại một câu đi ngủ lão sơn thấy mụ vợ có thái độ liền cua lấy cái điếu cày định đập cho mụ vợ một cái bỗng lão khựng lại như đến cảnh lúc chưa lão sợ thở dài một tiếng lão lắc đầu ngao ngán rồi đóng cửa đi ngủ đêm hôm đó thằng nam có một giấc mơ kỳ lạ nó thấy mình ở một nơi xa lạ nhìn kỹ nó nhận ra đây là một căn phòng cưới vì đối diện nó đang ngồi trên chiếc giường là một người con gái khoác trên mình một bộ áo cưới đỏ mà nó không giống màu đỏ bình thường nó giống như một cái áo được nhuộm bằng máu mà thành Bỗng một giọng nói cất lên từ phía người con gái đang ngồi. Chàng về rồi. Không để thằng Nam kịp trả lời, một tiếng gọi từ một nơi xa xôi kéo nó về hiện thực. Nó trộm dậy, hóa ra là một giấc mơ. Thằng Nam vuốt mồ hôi trên trán thở phào, rồi ra khỏi giường mở cửa, thì thấy mụ bưởi mẹ nó đang đứng trước cửa. Mẹ gọi con có việc gì vậy? Thằng Nam uể oải ra khỏi buồng, thì nó thấy trên bộ bàn ghế giữa nhà có thêm vài người đang ngồi nói chuyện với lão Sơn. Mụ bưởi nhanh miệng. Đây là chú là con ông đậu ở làng bên, là cai xây dựng. Giờ mày muốn xây như thế nào thì mày nói với chú, còn việc tiền nong thì cứ để bố mày lo. Thằng Nam thấy mấy ông cai xây thì quay người đi ra sân giếng, để lại là ánh mắt khó chịu của chú Lạc. Ra đến nơi nó nói vọng vào. Xây thế nào cũng được, miễn có phòng riêng. Lão Sơn đang tươi cười nghe thằng con nói vậy. Lão đỏ bừng mặt và đứng bật dậy. Giật luôn cái điếu trên tay chú Lạc định xông ra cho thằng con trời đánh một trận. Thì bị mụ bưởi giữ lại. Mụ gắt. Cái ông này, không thấy chú Lạc đang ở đây à? Chú Lạc cản lại. Ôi thôi bác, bác à, bớt nóng cháu nó trẻ người kệ nó. Mai mốt lấy vợ về con vợ nó khắc dạy. Bị mụ bưởi với chú Lạc can ngăn, Lão Sơn lập tức ngồi xuống cố kiểm cơn giận. Lão nói, Chúa xây cho anh cái nhà hai tầng, thiết là bao tiền anh gửi. Hai người bàn bạc được một lúc, thì chú Lạc cũng xin phép ra về, hẹn vài ngày sau sẽ đến đo đạc để đào móng. Tiến chú Lạc ra đến cổng, bỗng Lão Sơn thấy có mấy con mụ vừa đi, vừa bàn tán gì đó, nghe loang loáng là có cái gì chết ở gốc cây hòe Mụ Bưởi lúc này cũng dắt xe chở một ít thịt ế từ ngày hôm qua ra chợ bán nốt. Thấy mấy bà xì xầm bàn tán, vốn tính hóng hớt đã ngấm vào máu mủ liền sấn lại mà hóng. Có chuyện gì vậy các bác? Thấy còn mụ Bưởi hỏi vậy, một người liền dùng cái giọng chua loét của mình mà nói. Cô Bưởi chưa biết gì à? Ôi giời ơi ghê lắm. Có người chết, chết khô ở gốc cây hòe cuối làng kia kìa mụ bưởi sợ hãi ghê vẽ thế làm sao lại chết nghe con mụ bưởi nói liền có con mụ gầy như que củi tiếp lời ai mà biết sáng hôm nay có con bé kim liên con dâu ông giang đi chợ qua thấy bốn cái xác khô cong nằm đó nó mới la là làng lên mọi người mới biết chứ nghe nói chết khô vậy chỉ có quỷ nó làm chứ người nào mà làm được như vậy mụ bưởi nghe đến đây thì lạnh toát sống lưng mụ nghĩ Tối hôm qua thằng con trai mình nó cũng từ nhà con Hương người yêu nó. Chắc chắn phải đi qua đoạn đường có cây hòe cổ thụ đó. Nghe các cụ kể cây hòe đó có quỷ ngự, đêm hôm qua không may gặp quỷ thì. Nghĩ đến đây mụ bưởi sợ hãi, liền vội vã. Cả ba các cô nói chuyện tiếp đi nhé, em vào nhà còn chút việc. Nói xong mụ lao thẳng vào nhà, đứng trước bàn thờ ra tiên, mụ thắp vài que hương cắm lên bàn bắt đầu lẩm nhẩm khấn vái. Dạ, con xin các cụ gia tiên hiển linh vuốt ve che chở cho thằng con con. Khấn xong bộ mấy thở vào ngồi bịch xuống ghế, vuốt mồ hôi trên trán một gọi vọng ra vườn. Ông Sơn ơi, ông Sơn, Vào đây tôi bảo cái này. Lão Sơn đang lối hối ngoài vườn chưa hết tức láo gắt. Gọi cái đéo gì? Từ trong nhà tiếng mụ bưởi vọng ra, ông mang cái đéo của ông vào đây thấy tình hình căng thẳng ông sơn đành nhịn lóc cóc chạy vào trong nhà vào trong ông ngạc nhiên ớ ờ, hôm nay ngày gì mà mụ thắp hương vậy đến đây mụ bưởi cũng kể về việc trong làng xuất hiện bốn cái xác người chết khô cạnh cây hòe và cả việc thằng nam tối hôm nào cũng đi qua đó cho chồng nghe nghe vậy lão sơn cau mày Thế thì chỉ có cách cho thằng Nam lấy con bé Hương làm vợ luôn Thì nó mới ít qua lại Chứ đi đềm lắm cũng có ngày gặp chuyện Thầy lão chồng thông minh đột xuất Mụ bưởi vỗ đuổi cái bốp Hãy! Hôm nay lão thông minh đột xuất Tối thưởng Thầy còn mụ vợ mình vừa đấm vừa xoa Lão Sơn chỉ hử lạnh quay mặt đi lào bỏ. Mụ tưởng mụ thông minh lắm đấy Học hết lớp 2 đòi so với lớp 3 Mụ bưởi nghe chồng sỏ sen cũng mặc kệ Mụ cười khà khà rồi ngó nghiêng đoạn mụ gọi Nam! Nam ơi! Lên mẹ báo! Từ bên ngoài có tiếng bước chân với giọng chưa tỉnh ngủ của thằng Nam Mẹ gọi cái gì đấy? Mới sang giờ đã ấm mỹ cả lên Đợi thằng con ngồi yên vị một bên Mụ bưởi bắt đầu thao thao bất tuyệt Thế này nhá, thế này, rồi thế này cuối cùng mụ chốt một câu ngày mai mày đưa bố mẹ sang nhà con bé hương để người lớn nói chuyện còn bây giờ mày gọi cho nó nói về chuyện ngày mai bố mẹ sang đang ngẩn người vì quyết định của bố mẹ nó vội hỏi à, nhanh vậy á thế còn nhà tới đây mụ bưởi gắt không nhanh để cái bụng nó to ta để hàng xóm nó cười cho mẹ tính rồi tí nữa bố mày đi mời thầy về xem ngày làm nhà tiện xem luôn ngày cưới cho mày nhất quyết phải xong trong tháng này. Thấy được lấy vợ luôn, thằng Nam tỉnh cả ngủ. Ngày lập tức nó đi chạy thẳng vào buồng, vừa lấy cái điện thoại gọi cho người yêu. Hai đứa trò chuyện vui vẻ khi nghe tin bố mẹ người yêu cho cưới. Con bé Hương cũng mừng quính cả lên. Kết thúc cuộc trò chuyện trên môi, thằng Nam nở một nụ cười rạng rỡ Vừa đi nó vừa suy nghĩ về ngày rước được em Hương về làm vợ mà không biết. Từ một góc tối trong nhà, đang có một cặp mắt luôn dõi theo từng hành động của nó. Chiều hôm đó, Lão Sơn đưa về một ông thầy cúng già. Vào đến sân, chợt ông thầy khựng lại, nhìn chằm chằm vào trong nhà một cách khó hiểu. Đoạn quay qua hỏi Lão Sơn. Chú Sơn này, mấy ngày gần đây chú có thấy trong nhà có chuyện gì lạ không? Lão Sơn lúc này đang lỉnh kỉnh sách đống đổ lễ. Thầy ông thầy hỏi vậy, Lão ngạc nhiên. Chuyện, chuyện lạ là chuyện gì thầy? thầy cau mày. Chuyện lạ là chuyện không thể lý giải theo cách bình thường. Đến đây lão Sơn lắc đầu. Uhm, không có. Nghe được câu trả lời của lão Sơn, ông thầy cũng bớt căng thẳng, thầy nghĩ chắc là bọn nó đi qua thôi. Ông thầy theo lão Sơn ra khoảng vườn định xây nhà, tính toán phương hướng xong thầy nói. Tôi tính rồi, ngày mai kia là ngày đẹp có thể động thổ còn việc lấy vợ của con trai chú cuối tháng này cũng có ngày đẹp. Nói xong không để lão Sơn nói gì thêm mà trực tiếp dắt xe ra cổng. Thấy thầy định về, lão Sơn vội vã rút từ trong túi ra cái phong bì, dúi vào tay thầy, miệng cười toe toét. "Dạ, nhà con có chút tiền mời thầy ăn quà." Ông thầy định trả lại nhưng lão Sơn kiên quyết không chịu. Thầy đành thở dài. "Thôi được rồi." Tôi nhận nhưng chú phải để ý sau này có chuyện gì lạ thì phải uh, sang gọi tôi ngay." Dứt lời, thầy cũng lên xe đi về. Thời gian bắt đầu trôi sau một tháng yên bình, những chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Bắt đầu từ đêm tân hôn của thằng Nam. Đêm hôm đó trong lúc đôi vợ chồng trẻ Nam Hương đang mải mê đếm từng sắp tiền mừng, thì từ cánh cửa sổ có một đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào họ. Đang xé cái phong bì cuối cùng, con hương chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh từ ngoài cửa sổ ập vào khiến nó nổi gai ốc run run tay cầm sấp tiền từ từ nới lỏng rồi buông hẳn thằng nam ngồi đối diện thấy vợ có biểu hiện lạ liền lo lắng hỏi em sao vậy không thấy vợ mình trả lời thằng nam lo lắng nó vội nhích đến gần một tay đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của hương kéo vào trong lòng tay còn lại định nắm lấy bàn tay đang run rẩy của vợ không chạm vào thì thôi Mới chạm vào bàn tay nó cũng phải dùng mình Tay Hương lúc này lạnh buốt Cảm giác như vừa mới ngâm vào xô đá vậy Nam hoảng hốt Em sao vậy? Sao tay lại lạnh ngắt thế này? Hương! Hương! Bỗng Nam cảm thấy có một ánh mắt Đang nhìn chằm chằm mình từ cửa sổ Nó quay phát sang Ngoài cửa chỉ có màn đêm heo hút Kèm theo đó có chút lao sao Của cây lá bên ngoài nhưng chính điều đó lại khiến cho thằng nam thấy sợ hãi nỗi sợ càng ngày càng dâng trào trong lòng nó chợt có một giọng nói khiến nó giật thót mình em không sao nhìn xuống thằng nam bắt gặp ánh mắt sợ hãi của hương kèm theo vài giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má chân an tinh thần vợ thằng nam thủ thì không sao đâu em chắc đã sáng nhiều việc quá em suy nghĩ nhiều gây ảo giác thôi dứt lời thằng nam đứng dậy đóng cửa sổ đoạn nó gạt đống phong bì qua một bên rồi ôm hương vào lòng nói nhỏ kể đi hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chúng mình không để hương phản ứng thằng nam trộm lên cởi phát cái áo sơ mi lúc này hương mới nhận ra chồng mình định làm gì nó ấp ốm nè nè em đang có thai đó anh không để hương nói thêm thằng nam đã đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào rồi sau đó tiếng đôi vợ chồng trẻ phát ra từ trong buồng này cái tay cái tay <cười> tiếng cười phát ra làm mụ bưởi thức giấc mụ khó chịu quay qua thì thấy lão sơn lúc này đang nhìn mình một cách kỳ lạ mụ thì thào lão sao đấy chợt mụ thấy có cái gì đó chạm vào không mụ biết ngay là gì Nhìn lão chồng mình mụ bén lén như gái mới về nhà chồng Quỷ sứ Chỉ đợi vậy lão sơn cũng trồm lên Rồi sau đó Sáng hôm sau hai vợ chồng trẻ đang mệt mỏi vì trận chiến tối hôm qua Thì có tiếng mụ bưởi gọi ngoài cửa Nam Nam dậy dậy Mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ Từ trong buồng vang lên tiếng sổ soạt Một lúc sau thằng Nam mở cửa Thêm mụ bưởi mẹ nó đang nhìn chằm chằm nó trả lời bằng cái giọng ngái ngủ mẹ làm trò gì vậy mới sáng sớm nhìn thằng con từ trên xuống dưới mụ thở dài rồi gạt thằng nam qua một bên tiến vào trong thấy con dâu đang gấp chăn màn mụ hốt hoặc ôi cái con bé này mụ vội lao tới kéo con dâu qua một bên rồi quay quay nhìn thằng nam trách móc mày lớn bằng ngần này rồi để vợ mày bụng mang dạ chửa gấp chăn màn tao không hiểu hương ở nó thích mày ở cái điểm nào nữa mắng con xong mụ quay qua nắm lấy tay con dâu nhẹ bảo sau này còn không phải làm gì hết để thằng nam nó làm mẹ bảo kê đoạn mụ dắt hương ra ngoài để lại thằng nam đang ngơ ngác nhìn thấy đống chăn màn vất đó thằng nam lảo bảo biết ngay mà chiều hôm đó đang trong lúc rửa bát đĩa với mụ bưởi bỗng cầm bé hương cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm từ sau lưng khiến nó sợ hãi từ từ quay lại nó thấy có một người con gái mặc áo đỏ đang đứng dưới gốc cây mít cuối vườn nhìn mình thấy lạ nó mới quay sang hỏi mụ bưởi mẹ hình như có ai trong vườn nhà mình ấy mụ bưởi đang rửa mấy cái đĩa thấy con dâu hỏi vậy mụ nhổm lên nhìn thì chả thấy ai nhìn xuống con dâu mụ hỏi có ai đâu Thế mẹ trả lời vậy, con bé Hương cũng quay lại nhìn. Lạ thay chỗ người vừa nãy đứng bây giờ trống không, mặt con Hương lúc này tái xanh, lại một nỗi sợ từ sâu trong tâm hồn dâng trào lên, khiến nó run rẩy. Mụ bởi thấy con dâu tự dưng hỏi mấy câu kỳ lạ, nhìn qua thấy mặt con Hương đã tái mét, mụ hốt hoảng trách móc. Đấy, mẹ bảo rồi, không nghe. Thôi thôi, đi vào nhà nghỉ đi, bụng mang dạ chữa ra đây để trúng gió thiệt thân con ạ. À. Khương lúc này người run lên từng chợt. Nó ngồi xuống bình tâm một lúc rồi cũng lững thững bước vào. Trong nhà lúc này Lão Sơn đang ôm cái điếu cày mà phê pha. Từ ngày thằng con trai Lão lấy vợ, Lão cũng bỏ quách cái nghề đổ tệ sát sinh này. Đang phê pha trong làn khói thuốc thổi vào không trung, từng làn khói uốn lượn. Thấy con dâu đi vào, Lão vội vàng bịt miệng, tay của khoáng xung quanh cho tan khói, nào ngờ một cơn ớn lạnh từ sống lưng làm lão rùng mình. Một cảm giác buồn nôn từ cổ trào lên. Lão vội vàng quay đi, thổi nốt làn khói còn lại mà không kịp. Lão ho khổ khổ, mắt vằn lên từng tia máu đỏ. Mồm miệng lão từng dòng rớt rãi chảy ra. Mới vào nhà con Hương thấy bố chồng mình đang hút thuốc lào. Tự dưng bịt miệng trên tay khô khoáng. Nó định hỏi thì lão sơn ho khổ khổ, mồm miệng rớt rãi chảy thẻ lề nó sợ hãi hét toáng lên mẹ ơi anh nam ơi bố bị sao ý? từ bên ngoài mụ bưởi với thằng nam vội vàng lao vào thầy lão sơn đất rãi chạy thẻ lè nhìn sang bên cạnh cái điếu vẫn còn ít khói bay lên hóa ra là lão sơn sạc thuốc lào mồm miệng nó mới như vậy đến đây mụ bưởi cô luôn cốc nước dí hẳn vào mồm lão sơn hút cho lắm vào mở mồm ra uống đi đeo mẹ chồng với chả con Uống hết vài cốc nước Lão Sơn cũng bình thường lại Thấy chồng ổn hơn Mụ bưởi bắt đầu lên lớp khóa học dạy chồng Thằng Nam tự dưng thấy mẹ Chuẩn bị tư thế đọc văn tế Nó vội vàng kéo tay con Hương ra ngoài Một phần là để tránh khói thuốc Mà Lão Sơn vừa hút Còn cái chính là để bố nó nghe chửi Sau đó là loạt văn tế của mụ bưởi Hết tế bằng chửi xuông Mụ chuyển qua quan họ Xong rồi chầu văn Ghê nhất là cái đoạn mụ dùng nhạc rap như mấy cái thằng đầu xanh đầu đỏ trên tivi mà chửi, làm lão Sơn tối tăm mặt mũi, không dám cả phản kháng lấy một câu. Mấy hôm sau, ở nơi nào đó tại Hải Phòng, lúc này, từ căn nhà của thầy Long phát ra tiếng nhạc đi xây, cứ đập thùm thụp. Bên trong nhà, thằng Tèo đang đứng ngoan ngoẩy theo điệu nhạc, miệng nó khô. Lên nào anh em ơi, từ sau lần tiêu diệt hà bát tèo với ngọc cũng được thầy long nhận làm đệ tử theo thầy học đạo tèo thì chuyên vẽ bùa lập trận pháp còn ngọc thì chuyên chiến đấu trực diện với ma quỷ sau nhiều năm cả hai cũng khôn lớn còn thầy long do tuổi già sức yếu cộng thêm hai đứa học trò báo đời cuối cùng thầy cũng nhận được một vé phi thăng lên cõi trên quay lại lúc này thằng tèo đang ngoe ngoài cái mông lắc qua lắc lại thì từ trong buồng một chiếc dép bay ra đập thẳng vào mặt, khiến nó ngã ngửa. Từ gian trong Ngọc đi ra kèm theo là một chiếc dép nửa bay về phía Tèo. Thấy ám khí từ bạn, Tèo nghiêng người né tránh, đoạn cười hề hề. Hột rồi nhá! <laughs> đoạn nó chạy thẳng ra cổng, Ngọc cũng hết nói nổi thằng bạn mình nhìn lên bàn thờ. Hình ông thầy Long đang cười mà nó buồn bã. thập quẻ hương cắm lên vái ba vái Chợt nghĩ đến gì đó, Ngọc liền đi vào buồng lôi ra một cái vali đen. Lấy từ trong vali ra một lá cờ, đoạn phất lên từ sau nhà hàng, loạt bóng đen mặc khôi giáp ẩm ẩm chạy ra sân, xếp thành từng hàng. Ngọc đứng trên thềm, tay vẫn phất lá cờ mà hô. Tất cả tập hợp! Lúc này nhìn Ngọc không còn là của trước khi nữa, mà phải gọi là thầy Ngọc thầy âm binh tập trung đầy đủ ngọc mới lên tiếng theo thường lệ tối hôm nay sẽ đi tuần quanh làng nhằm mục đích bảo vệ trị an yêu cầu là thế này một kiểm tra hành chính tất cả vong hồn lang thang hai bắt tất cả vong đói tất cả rõ chưa nhận lệnh cả đám âm binh liền dạ gian một tiếng rồi từng hàng tiến ra cổng tiếng bước chân cứ dầm dập bước đi làm con chó nhà hàng xóm sủa nhạng lên đâu đó có tiếng một thằng âm binh chửi mẹ mày sủa nữa tao nhờ đại ca tèo cho miếng bá bây giờ ngọc trong nhà nghe thấy mấy thằng âm binh chửi chó bên ngoài cũng ngó ra mà mắng ôi ôi mấy thằng kia không được trêu chó không ra tiền nhà người ta chửi cho đấy đoàn nó quay vào buồng định ngủ tiếp thì từ ngoài cổng có một người phụ nữ chạy vào vừa chạy vừa khóc ôi giời ôi ơi, thầy ơi từ trong buồng ngọc mệt mỏi đi ra chuyện ở gì vậy cô lánh chưa đổi không ở nhà mà ấp với chú lấp à thấy ngọc đi ra mụ lánh vội vàng quỳ sụp xuống thầy ơi cứu con tôi nó bị ma nhập điên điên khủng khủng rồi thầy ơi thầy ngọc lên tiếng cô sao cô lại gọi con vậy chỗ làng xóm với nhau cô cứ xưng hô bình thường đi chưa gọi vậy còn tổn thọ mất ngọc vội kéo mụ lánh dậy đặt mụ ngồi xuống ghế đẩy chén trà về phía mụ. Cô ở uống chén nước cả bình tĩnh rồi kể con nghe cụ thể là sao. Cầm chén trà đun đun đưa lên miệng, hấp một ngụm, mụ mộ lánh run rẩy kể. Thẳng trưởng con cô không hiểu sao tối qua đi làm về đến nhà, nó nhốt mình trong phòng không ăn uống gì. Cô nghe trong phòng cứ như nó đang nói chuyện với ai vậy. Vừa nãy cô đang rửa bát thì nó lao xuống bếp, nó lấy con dao định tử tử Mày mà có chồng cô giữ lại Bây giờ đang trói ở cột nhà con à Nó cứ đòi đi theo con Lan nào ấy Đến đây Ngọc cũng hiểu ra phần nào Đoạn đứng dậy Cô đợi con chút Con chuẩn bị đồ rồi qua nhà cô Nói xong Ngọc liền đi vào buồng lấy ra cái vali buộc lên xe Ngoảnh lại thì thấy mụ lánh vẫn bẩn thần ngồi một chỗ Nó gắt Cô lánh Còn ngồi đó Lúc này mụ lánh mới giật mình mà chạy về. Về đến nhà mụ lánh không đợi mụ mở cổng, Ngọc vung chân đá cái rầm, khiến hai cánh cổng bật tung, làm mụ trơn mắt đứng nhìn. Mụ lầm nhầm trong miệng chỉ đủ mình nghe. Con gái còn đứa, thằng nào mà lấy phải con bé này á, vớ vẩn mà lệch sóng nó suốt cho một cú không đi bạch mai thì cũng phải vào Việt Đức. Sau này phải bảo thằng Trường tránh xa ra chút đang lẩm bẩm mổ lánh bị tiếng gọi của ngọc làm giật mình nghe tiếng gọi của ngọc mổ lánh nhìn qua thì thấy ngọc đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu quay qua thì thấy cánh cổng nhà mình nghiêng sang một bên dường như muốn đổ nuốt nước bọt mụ cười xòa đoạn kéo ngọc đi thẳng cháu đi theo cô mùa lánh vừa kéo ngọc đến trước cửa nhà vừa bước chân vào thì từ trong buồng nhà mụ một luồng âm khí sọc thẳng vào mặt khiến nó nhăn nhó. Nhìn sang bên thì thấy mụ lánh đang ngất xỉu từ lúc nào. Ngọc nhíu mày thầm nhủ. Mày giỏi, tao chưa làm gì mà mày... Chưa dứt lời thì Ngọc nghe tiếng lao sang ngoài cổng. Ngó ra thì thấy có vài bóng đen đang thập thò nhìn vào. Nhận ra là đám âm binh nhà mình nó hướng về bóng đen mà vẫy vẫy. Ê, mấy thằng, vào đây, chỗ này. Sự là mấy thằng nhận lệnh đi tuần tra đi ngang qua nhà mụ lánh Thì thấy xe của Ngọc Nên bọn nó mới ngó thử Đám âm binh thấy Ngọc gọi thì cũng chỉnh đốn hàng ngũ Rồi tiến thẳng vào Cách Ngọc khoảng vài bước chân Thằng âm binh đi đầu dùng cái giọng lạnh lẽo mà hô Một hàng ngang tập hợp Đám âm binh ngay lập tức xếp thành một hàng đứng nghiêm chờ lệnh Ngọc thấy đám âm binh tập hợp xong thì ra lệnh Tất cả vào trong trấn áp tất cả không để một tên nào thoát. Nhận lệnh, ngay lập tức hơn chục thằng âm binh Sồng sộc xông vào trong nhà. Cứ thấy vong hồn nào là chúng nó túm cổ để nghiến xuống đất. Lúc sau một thằng âm binh chạy ra bẩm báo. Dạ thưa, tất cả đã được chấn áp. Duy nhất có một tên nhập trong xác con trai nhà này kháng cự rất quyết liệt. Nghe âm binh báo còn một tên còn chống cự. Ngọc liền mở vali lấy ra một thứ gì đó hình vuông đoạn bước thẳng vào trong nhà. Vừa bước vào Ngọc sững sờ khi thấy chú Lấp đang bị hai thằng âm, đẻ nghiến xuống sàn bên cạnh, là ông bà Gia Tiên, cũng đang bị mấy thằng âm binh đẻ cổ xuống đất, đang sững sờ thì từ trong buồng tiếng một thằng thanh niên chửi choa choa. Mẹ chúng mày, ỷ đông hiếp yếu còn gì là quân tử. Tiếp theo là tiếng đổ vỡ, tiếng mấy thằng âm binh quát ầm ầm. á à, Mày dám chống người thi hành công vụ Chúng mày đánh đánh Thấy đám âm binh nhà mình làm loạn Ngọc liền sút vào mông thằng âm binh Đang giữ chú lấp mà mắng Ôi dồi ôi Chúng mày bắt cả gia chủ làm gì Thả người ta ra Thằng kia thả ra tiên nhà người ta ra Ngay lập tức cả đám âm binh liền thả ra tiên nhà lấp lánh ra Vừa được thả Lão lấp liền la oai oai Ôi trời ơi, có quỷ, có quỷ. Đoàn lão chạy thẳng ra ngoài thấy mộ lánh nằm thẳng cẳng ở cửa. Lão liền túm cổ mộ mà lôi ra ngoài, rồi đứng từ ngoài nói vọng vào. Ngọc, mày giúp chú, hết bao nhiêu tiền cũng được. Vừa vâng nghe đến chữ tiền khiến Ngọc tỉnh cả người, cô buồn ngủ cũng hết hẳn. Ngay lập tức liền ra lệnh. Tất cả và lôi thằng đó ra đây. Nhận lệnh, cả đám âm binh sổng sọc xông vào buồng lôi anh con trai gia chủ ra. Cả đám hỉ hục một lúc cũng lôi được anh Trường ra ngoài. Đám âm bình ném anh Trường lúc này đang bị vong nhập ra trước mặt. Ngọc nhíu mày, trong mắt Ngọc lúc này, trong cơ thể anh Trường là một vong hồn, quần áo tả tơi đang nhìn Ngọc chằm chằm, nó cất tiếng. Không để con vong mở mồm, Ngọc liền dùng cái cục hình chữ nhật vừa nãy, đập thẳng vào đầu nó đánh bốp, khiến nó nổ đom đóm mắt không cần tra hỏi Ngọc vung tay lôi con vòng ra khỏi người anh Trường. Đoạn nói vọng ra ngoài. Chú Lấp vào đi! Lão Lấp đang đỡ vợ ngoài sân. Nghe tiếng Ngọc còi. Lão giật mình tuột tay khiến mụ lánh ngã lăn quay ra đất. Đầu đập cái bốp xuống đất. Lão Lấp hốt hoảng. Vội đỡ vợ dậy. Sau cú ngã, mụ lánh cũng dần dần tỉnh, mụ ôm cái đầu nhăn nhó thấy hai vợ chồng nhà lấp lánh còn đang tần ngần đứng đó Ngọc thở dài hất hàm cho đám âm binh khiêng anh trường lên giường rồi cả đám bước ra ngoài lúc này Lao lấp liền vội vàng hỏi sao rồi thằng trường nhà chú sao rồi chú lấy lá xả rồi cả nhà xông cho nó tan bớt âm khí trên người còn con quỷ thì con bắt rồi sau này anh trường không nên đến những nơi vắng vẻ vào buổi tối đặc biệt là nhà hoang dặn dò hai vợ chồng chú lấp xong định rời đi thì đáo lấp liền đút ví lấy ra chục tờ 500 dưới vào tay ngọc thấy vậy ngọc liền cản thôi chú người làng người nước với nhau tuy nói vậy nhưng cái vali trên tay đã mở hé ra một khoảng hiểu ý đáo lấp liền nhét vào rồi nở nụ cười, <cười> à, cháu vất vả rồi chú gửi một ít mua trà sữa nhé nói xong Lão lấp liền lôi mụ vợ lúc này vẫn còn đang xoa đầu vì đau vào nhà. Quay lại với gia đình Lão Sơn mụ bưởi, sau vụ sặc thuốc lào cộng với bài văn tế của vợ Lão Sơn quyết định bỏ thuốc, mà nguyên nhân chính là sợ ảnh hưởng đến đứa cháu nội còn đang trong bụng con dâu. Đến đêm cơn thèm thuốc khiến Lão Sơn khó chịu nằm trên giường, Lão lật như cá rán, hết bên này rồi bên kia không ngủ được. Lão Sơn đành ra cái chóng ngoài thèm ngồi uống nước chè, màn đêm yên tĩnh với làn gió nhẹ Khiến lão cũng bớt cơn thèm thuốc đi Phần nào đang thả mình Bỗng có bàn tay từ phía sau vỗ vào vai Khiến lão giật mình đánh thoát Nhìn qua thì thấy cái hương Con dâu lão đã đứng ở đó từ bao giờ Con không ngủ được à Không thấy hương trả lời Lão sơn ngước lên nhìn Thì vừa ngước lên lão sợ điếng người Cái hương con dâu lão lúc này Đang xóa tóc Hai mắt trợn ngược toàn lòng trắng Cúi xuống mà nhìn lão Miệng còn đang lẩm nhẩm Bố không ngủ ra đây ngồi làm gì Lão Sơn sợ tái xanh mặt Định vùng chạy đi Nhưng bị cánh tay của Hương giữ lại Thả cho bố Thả cho bố Lão chắp tay mà vái nhìn lên Thì cánh tay còn lại của Hương Đã sờ lên năm ngón tay mọc ra móng vuốt Cánh tay vừa vung xuống Thì có một tiếng gọi xa xăm Gọi Lão Sơn tỉnh dậy Bố, bố, dậy, dậy lúc này lão sơn mới giật mình tỉnh dậy nhìn quanh thì vẫn quang cảnh lúc nãy chỉ khác là thằng nam đang lay lay người lão đêm khuya sao bố lại ngủ ngoài thèm thế này sườn xuống lại cảm thì toi ừ bố ngủ quên thôi còn vào ngủ đi tí nữa bố vào hoa ra là lão nằm mơ lão sơn đứng dậy cởi cái áo đang mặc ướt đẫm mồ hôi rồi lững thững đi xuống nhà tắm lão vụt môn mặt vào chậu nước cảm giác mát lành khiến lão tỉnh táo được mấy phần được một lúc lão ngẩng lên vuốt mặt chợt lão điếng người khi nhìn vào gương trong gương không chỉ có hình ảnh phản chiếu của lão mà đằng sau lão không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng đen với hai con mắt xanh lão hoảng hốt rồi mắt khi nhìn lại chỉ còn mỗi mình lão trong chiếc gương lão khó hiểu mình có chơi bột mì đâu mà lại gặp ảo giác nhỉ Đoạn lão đi thẳng vào nhà lên giường ngủ mà không biết cạnh nhà tắm con hương đã cục từ bao giờ. Đầu nó đập vào tảng đá gần đó, dòng máu đỏ chảy ra lênh láng cả một khoảng. Hóa ra lúc nãy con hương với thằng Nam cùng đi vệ sinh. Thằng Nam đi xong thì vào trước thấy lão Sơn ngủ cục ở cửa. Thì nó gọi mà không để ý con hương lúc đi đến gần nhà tắm, bị một bóng đen lao vút từ phía vườn cây đẩy mạnh. Con hương chỉ kịp kêu một tiếng ối đầu nó đập thẳng vào cục đá cạnh nhà tắm mà lạ thay trong màn đêm yên tĩnh không một tiếng động thằng nam với lão sơn không nghe thấy tiếng con hương kêu quay lại lúc này cạnh xác con hương nữ quỷ áo đỏ và hai quỷ hầu hiện lên chỉ thấy nữ quỷ áo đỏ lẩm nhẩm gì đó rồi chui thẳng vào xác con hương chỉ giật giật lên vài cái rồi từ từ đứng dậy các người đi tìm cho ta ít thảo dược ta cần giữ cho thân thể này không mục giữa Chỉ đợi vậy Hai quỷ hầu liền bay thẳng ra cổng Rồi mỗi đứa một hướng Để lại nữ quỷ áo đỏ lúc này Đang trong thân xác con hương Đoạn nó lững thững bước từng bước vào nhà Thằng Nam đang nằm nghe tiếng vợ vào Thì nhộm dậy Thấy đầu vợ đang chảy máu Thì nó hốt hoảng bật dậy Vội vàng lấy bông băng bịt vào vết thương của Hương Em đi đứng kiểu gì vậy Sao lại thành ra thế này bằng bó xong thằng nam đứng dậy định dắt xe đưa vợ đi bệnh viện kiểm tra thì hương lên tiếng em không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi anh đoạn nó đi thẳng tới ôm chầm lấy nam thì thầm em nhớ anh nhớ nhiều lắm nghe vậy nam cũng yên tâm phần nào đoạn hỏi lại em không sao thật chứ hương ngước lên nhìn nam em không sao mình đi nghỉ đi, muộn rồi." Nghe Hương nói vậy, Nam đành chịu, rồi hai vợ chồng đi ngủ mà Nam không biết, người nằm cạnh mình bây giờ không còn là Hương vợ của nó nữa. Sáng hôm sau Mụ Bưởi mới tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường theo thói quen mụ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, bước ra sân. Mụ vươn vai, chợt mụ thấy dưới bếp đang sáng đèn, kèm theo là tiếng nấu nướng mùi hương thức ăn lan tỏa khiến mụ bưởi nuốt nước bọt cái ực bước xuống bếp mụ thấy con hương đang chuẩn bị bữa sáng mụ hắng giọng <laughs> con hương đang xào nấu ngoảnh lại thấy mụ bưởi thì vội dùng tay chùi đi vết nhỏ trên mặt rồi tươi cười. cười mẹ mẹ dậy sớm vậy con đang nấu bữa sáng mẹ lên nhà ngủ tiếp đi xong con gọi cả nhà dậy ăn sáng mụ bưởi thấy con dầu mặt mũi nhỏ nhem Mụ dí ngón tay và chán hương đoạn mắng yêu Còn đó Bụng mang dạ chữa dậy sớm làm gì Việc này để mẹ làm Dứt lời Mụ kéo con hương đến cạnh cái ghế Con ngồi xuống nghỉ ngơi đi Để mẹ làm nốt Nói xong mụ bưởi cũng tất bật làm nốt những công việc còn lại Bảy giờ sáng Hai bố con nhà lão Sơn ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn Đang lan tỏa khắp nhà đang trong cơn mơ cũng khiến lão Sơn và thằng Nam bật dậy. Như được lập trình sẵn, lão Sơn cũng lúc bật dậy mở cửa ra phòng khách. Vừa ra đến nơi hai bố con lão Sơn tròn mắt khi thấy trên bàn phòng khách là một mâm cơm. Phải nói là mâm cỗ đang tỏa ra mùi thơm khiến cả hai bố con thèm nhỏ dãi. Đang thèm thuồng nhìn mâm cơm thì Mụ Bưởi cùng con Hương từ bếp bước lên. Thấy chồng với con đã dậy, Mụ Bưởi liền phất phất tay ra hiệu. Ý là đi đánh răng rửa mặt đi Còn lên ăn cơm Một lúc sau trong lúc cả nhà lão Sơn đang ăn uống Thì mụ bưởi thấy thằng Nam đang dùng đũa Gậy gậy mấy miếng thịt gà Như đang tìm thứ gì đó mụ mắng Cái thằng này Ăn không ăn mày cứ gậy vậy tìm cái gì Nghe mụ bưởi mắng Thằng Nam không dừng lại mà đáp Còn tìm miếng tiết gà Mụ bưởi định mắng thêm Thì có tiếng con hương Không có đâu anh Lúc em cắt tiết con gà Nó giấy làm đổ mất Nghe vậy thằng Nam cũng không để ý Rồi ăn cơm tiếp Từ đó Hôm nào nhà Lão Sơn mụ bưởi cũng thịt gà Và đặc biệt miếng tiết gà thằng Nam thích Không hề xuất hiện trên mâm cơm Lúc đầu mụ bưởi cũng đâm ra nghi ngờ Nhưng sau khi nghĩ Ba bốn tay mụ đành bỏ qua Chắc là con dâu nó bụng mang dạ chữa Nên nó thích ăn thịt gà thế thôi Cho đến một đêm nọ, Khuya hôm đó thằng Minh say quá cần câu đi siêu vẹo trên đường, miệng hát nghêu ngao. Rượu nào mà rượu chẳng say, thằng nào không uống, <laughs> dạ dày nó đau. Uống rượu phải uống chén đầy, <laughs> thằng nào không uống là đau dạ dày. Hát được một đoạn, nó lại nấc lên một tiếng, rồi nó lại cười khành khạch. Thằng này là kẻ vô công dối nghề, không có vợ con gì dù đã gần ba chục nồi bánh trưng mà không có lấy một mảnh tình vắt vai cả ngày chỉ biết lao đầu vào rượu chè khi hết tiền hết rượu nó lại rình xem nhà ai hớ hay thứ gì rồi ăn trộm kể cả cái bát cho chó đang ngần ngà hát bỗng thằng minh thấy ở đầu con hẻm gần đó có một cô gái đang đứng như chờ ai đó có men rượu trong người thấy con gái khiến người thằng minh dạo rực nó dạo bước thật nhanh đến gần cô gái Đoạn nó cười hề hề Chào em Anh đứng đây từ chiều Khuya rồi em đợi ai đấy Không sợ mà Không để cô gái trả lời Thằng Minh liền khoác vai cô gái rồi lè nhẹ Người đẹp thế này Đêm khuya ra đường nguy hiểm lắm em à Lúc này cô gái mới ngẩng lên mà trả lời Em qua nhà bà ngoại chơi đến đêm về thì bị lạc. Thằng Minh nhìn thấy khuôn mặt cô gái thì nó thốt lên. Ôi trời ơi, xinh quá, xinh quá em ơi. Nó cười hề hề rồi kéo cô gái sát lại, thấy người đẹp không kháng cự. Thằng Minh bạo dạn hơn, nó đưa mũi hít hạ cái hương thơm trên cổ cô gái rồi nói. Đêm khuya về nguy hiểm lắm em hay là theo anh rồi mai về cũng được. Chỉ thấy cô gái cúi đầu e thẹn rồi dạ một tiếng. Được người đẹp đồng ý khiến ngọn lửa trong lòng thằng Minh cháy mạnh. Nó kéo cô gái vào một ngôi nhà hoang gần đó. Lúc này ngọn lửa trong lòng thằng Minh không còn khống chế nổi. Nó đè cô gái xuống, định hành động. Thì đánh vập một tiếng thằng Minh thấy một cơn đau từ lồng ngực đang lan rộng khắp người. Kèm theo đó là một dòng nước ấm chảy ra từ ngực nó thằng nam trợn mắt nhìn cô gái rồi nhìn xuống ngực mình bàn tay của cô gái lúc này đang cắm sâu trong lồng ngực máu đang từ từ chảy ra chỉ thấy cô gái dùng lực cắm sâu vào trong lồng ngực thằng minh rồi rút ra đánh soạt thằng minh chỉ hự lên một tiếng rồi chết tốt đẩy cái xác thằng minh qua một bên cô gái liền đứng dậy cầm trong tay là trái tim của thằng minh không chần chừ cô gái há miệng cắn một miếng rồi nhai Tiếng nhai nhóc nhép phát ra trong màn đêm khiến người ta sợ hãi. Ăn xong cô gái nhìn xuống thằng Minh lúc này, chỉ còn lại là cái xác không hồn mà nhếch mép rồi từ từ bay ra ngoài. Sáng hôm sau mụ bưởi đi chợ, lúc đi qua ngôi nhà hoang, mụ người thấy một mùi tanh bay ra sẵn tính tò mò. Mụ bưởi liền dừng lại nhìn ngó vào trong. Mụ thấy lấp ló sau so đám cỏ dại, là một thứ gì đó mụ đánh bạo bước từng bước vào vừa đến sân nhà thì mụ điếng người. Đập vào mắt mụ giữa căn nhà là một cái xác, lồng ngực bị thủng một lỗ to, máu chảy ra đã dệt lại. Xung quanh là đám ruồi nhặng đang bu lại, không khác gì món tiết canh mà mụ hay làm. Cái làn thức ăn trên tay mụ rơi bịch xuống đất. Lúc này mụ bưởi đã sợ lắm rồi, chân tay buồn rộn làm cái làn trên tay mụ rơi cái bịch. Thất thần một lúc thì mụ hét toáng lên. Ôi bà con ơi, ôi bà con ơi có người chết có người chết chỉ vài phút sau đã có một đám người tụ tập trước cổng ngôi nhà hoang mà xì xào bàn tán trong đó có cả lão sơn thấy vợ mình la ó lão tách đám người hóng chuyện đoạn túm áo mụ bưởi mà lôi ra thế rốt cuộc có chuyện gì cái gì chết mụ bưởi lúc này hồn vía đã bay mất nửa mụ run run chỉ miệng lắp bắp trọng 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 trong kia có người chết. Lão Sơn thấy vợ chỉ vào bên trong nhà hoang, lão cũng tiến lên nhìn. Vừa nhìn xong lão cũng không khác gì mụ bưởi, run run quay lại. "Ôi, có có người chết thật." Đám người thấy vậy cũng hốt hoảng có bà nói: "Các cụ các chú có ai có điện thoại thì gọi công an đi." Lại một người khác tiếp lời: "Mấy thằng thanh niên đâu rồi, đi gọi ngay bác trưởng thôn ngay ra đây, nhảnh mẹ chúng mày lên." 30 phút sau công an đã phong tỏa hiện trường. Mụ bưởi và lão sơn cũng bị bế đi để lấy lời khai đến gần tối mới được về. Đêm hôm đó trong lúc ngủ, thằng Nam mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ nó thấy cái hương vợ nó đầu tóc bê bết máu, đứng trước đầu giường nhìn nó với ánh mắt buồn bã mà nhìn nó. Thằng Nam định với tay thì nó giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên, thì thấy hương vợ nó vẫn ngủ, thỉnh thoảng miệng chóp chép hình như đang mơ được ăn thứ gì ngon lắm. Đoạn thằng nam nhộm dậy hôn lên trán vợ rồi thì thầm: "Yêu em vợ của anh." Rồi nó cũng nằm xuống mà ngủ ngon lành, mà không biết lúc nó vừa nhắm mắt thì con Hương chợt mở bừng mắt, rồi từ từ rời khỏi giường. Lúc này con Hương không còn dáng vẻ như ban ngày, ra đến hiên nhà, chỉ thấy từ ngoài cổng hai bóng đen lập tức bay vào, đứng trước mặt con Hương mà cúi người hành lễ, rồi cung kính dâng lên một túi vải. Tiểu thư, đồ người cần đã chuẩn bị xong. Nhận được đồ con hương lập tức xuống bếp, đoạn nó lấy ra một cái lô đỉnh đồ nước, rồi đặt lên bếp châm lửa. Đợi nước sôi, nó bỏ từng loại thảo dược vào được một lúc. Một mùi hương khiến người ta khoan khoái lan tỏa. Chỉ đợi vậy con hương liền vận quỷ lực ngưng tụ cái thứ dung dịch trong lô thành những viên hình tròn. Chỉ đợi vậy nó liền bỏ vào miệng một viên rồi nuốt xuống chỉ vài giây sau cơ thể con Hương liền trở lên hồng hào căng mịn nhìn xuống trong tay nó lúc này chỉ còn lại hai viên thuốc bỏ hai viên còn lại vào trong túi nó giấu cái lô vào một góc rồi bước ra ngoài bên ngoài lúc này hai quỷ hầu vẫn đứng yên như đợi lệnh thấy chủ nhân đi ra cả hai liền cung kính thưa tiểu thư người có cần chúng tôi làm gì nữa không con Hương chỉ phất tay đi thẳng lên nhà không ngoảnh lại mà nói ta cần thêm thảo dược đặc biệt là vật dẫn các ngươi đi kiếm về đây cho ta. Hai quỷ hầu liền chắp tay cúi đầu hành lễ rồi bay thẳng ra cổng. Sáng hôm sau trong lúc mụ bưởi đang cho mấy con gà ăn, thì mụ nghe thấy ngoài đường có tiếng xôn xao của mấy bà đi chợ sớm. Tò mò mụ thò đầu qua bức tường mà hóng. Các bác biết gì chưa? Kỳ lắm nhá. Sáng sớm hôm nay nhá, ở nhà lão khoan ấy. Các bác có biết không? chuyện gì vậy thím kể chúng tôi nghe với một bà trong đám cất lời hỏi lúc này con mụ kia mới thao thao bất tuyệt sáng nay lúc em qua nhà lão khoan thấy có mấy người tụ tập có cả công an em vào hỏi thì biết trong lúc lão cho vịt ăn đang hí hối thì lão thấy có hai cái thứ gì đó đang dập dềnh dưới ao mà lão này lại mắt tèm nhèm tò mò lão mới lấy cái xào tre khều vào đến lúc nhìn rõ thì lão đái ỉa ra quần đến đây mụ dừng lại rút từ trong cái làn ra chai nước tu ứng ực rồi tiếp nhá vừa khều vào thì lão thấy á, là cái xác người lồng ngực thủng một lỗ giống như xác thằng minh ấy. nói xong mộ này lại ngựa cổ tu nốt chỗ nước còn lại mà sau này các bác đêm ra ngoài phải cẩn thận đấy nghe mấy tay công an nói đây có thể do một tên giết người hàng loạt gây ra bên trong vườn Mộ bưởi nghe thấy vậy thì run rẩy nghĩ đến cảnh xác thằng minh sáng hôm qua khiến lông gà lông vịt của mụ dựng ngược đoạn mụ chạy thẳng vào nhà dựng thằng nam đang vắt lưỡi ngủ dậy mà rằng sau này cấm chỉ đi chơi đêm hay là tụ tập về khuya thằng nam đang ngủ bị mẹ dựng dậy nó cằn nhằn cái gì thế mẹ có cho con ngủ không đấy trong lúc mụ bưởi đang nói thằng nam thì bên ngoài con hương cũng nghe được câu chuyện mà mấy bà đi chợ đang bàn tán nó chỉ mỉm cười rồi nói chỉ đủ để nó nghe thấy Tất cả đều là một vị thuốc mà thôi Đoạn nó ngước lên nhìn bầu trời trong xanh Rồi cười tự nhủ trong bụng Chỉ còn bốn lần nữa là mình có thể sống như một người bình thường Bỗng nó hướng ánh mắt về một hướng trong vườn Miệng thì thầm một thứ gì đó Dứt lời từ trong vườn một làn gió lạnh thổi ảo ra Kèm theo là cát bụi bay ra ngoài cổng Lúc này ở nhà Ngọc, thằng Tèo Vâu đã về từ bao giờ nằm dài trên ghế lướt điện thoại, xem mấy em trên top top nhảy. Đang xem thì nó thấy tiếng xe máy và tiếng mở cổng ngó ra, thì thấy Ngọc đang rong xe vào, nó hổ hởi chạy ra. <laughs> này kiếm được bao nhiêu bạn ơi? Vừa về đến Ngọc đã thấy cái mặt thằng Tèo làm nó ngứa mắt. Đợi thằng Tèo đến gần, liền bị Ngọc sút cho một cái. Đoạn Ném lá bùa chứa con quỷ về phía thằng Tèo Mày xử lý vòng hồn này đi Tống nó xuống ngục cho các quan xử lý Rồi nó rút ra một tờ 5 lít đưa cho Tèo Mày mua cái gì ngon ngon về ăn Tiền mua ít hoa quả bánh kẹo cho bọn này Rồi nó chỉ chỉ về phía đằng sau Chỗ mấy thằng âm binh đang trêu chó Cầm lấy tờ 5 lít Tèo cười ngoác miệng Rồi dắt xe ra cổng Đoạn nói vọng vào hôm nay ăn thịt quay nhé. Rồi nó phóng xe ra thẳng chợ. Ngọc vừa định vào nhà thay quần áo thì từ ngoài cổng có một cụ già lọm khỏm đứng ở cổng gọi vào. Cháu gì ơi! Giọng nói âm u khiến Ngọc quay phát lại. Đám âm bình gần đó cũng trực chờ lao ra. Ngọc quay lại nhìn thì thấy là một vong hồn, một bà cụ già đang đứng ngoài cổng đang nhìn mình. Nhận ra là vong hồn gia tiên nhà nào đó Ngọc liền ra quát đám âm binh đang thủ thế chuẩn bị xông lên. Mắng xong, Ngọc liền vui tươi cười ra. Cô vào nhà đi, có vấn đề gì thì kể với con. Đoàn nó hất hàm cho một thằng âm binh đứng gần đó. Ta dẫn người ta vào. Nói xong Ngọc đi thẳng vào chỗ bộ bàn ghế rót một chén chè, rút lấy một que hương châm lửa rồi đặt cạnh chén chè. Nhìn lên thì thấy vong hồn bà cụ được thằng âm binh dẫn vào cụ ngồi đi uống chén chè hít tí hương rồi nói với con cụ cần giúp gì lúc này vong hồn bà cụ sợ sệt nhìn qua thằng âm binh đứng cạnh thấy nó gật đầu thì cũng ngồi xuống hít lấy hít để làn khói mà que hương tỏa ra được một lúc vong hồn bà cụ đứng dậy qua một bên rồi quỳ sụp xuống mà lạy thầy cứu con tôi cứu cháu tôi với thầy ơi vừa nói vong hồn bà cụ vừa lạy Ngọc đang bấm điện thoại thì tự dưng thấy vong hồn bà cụ quỳ xuống lại mình. Thì hốt hoảng, vội vàng kéo vong hồn bà cụ dậy đặt lên ghế rồi tiếp. Rốt cuộc là có chuyện gì cụ kể con nghe, rồi con mới tìm được cách giải quyết chứ. Đến đây vong hồn bà cụ mới từ từ kể lại. Một thời gian trước thằng cháu tôi nó lấy vợ. Không biết từ đâu có ba con quỷ xông vào nhà nó, đuổi hết gia tiên ra ngoài. Chúng tôi có chống trả nhưng không được. Đứa cháu dâu nhà tôi nửa đêm đi vệ sinh Thì bị chúng nó hại chết Còn bị một con quỷ chiếm xác Các cụ nhà chúng tôi xông vào cấu Thì bị chúng nó đánh đuổi Mấy hôm trước chúng nó còn giết cả người làm Nói xong vòng hồn bà cụ nhìn về phía Ngọc Với ánh mắt cầu xin Ngọc chỉ chậm ngâm một chút rồi gật đầu hỏi Vậy uh, nhà cụ ở đâu à? Cụ cho con địa chỉ rồi ngày mai con đi Chỉ đợi vậy bà cụ liền trả lời nhà tôi ở làng thượng xã huyện tỉnh thằng con trai tôi tên sơn vợ nó là bưởi ngọc kỳ địa chỉ nhà bà cụ rồi gật đầu vậy cũng gần giờ cụ cứ về trước đi ngày mai con với bạn con qua xem thế nào vong hồn bà cụ liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn ngọc rồi bay thẳng ra cổng vừa ra đến cổng thì đúng lúc thằng tèo từ ngoài cổng phi xe vào Thằng Tèo đang định rẽ thì thấy có một bà cụ lao thẳng vào. Nó hốt hoảng đánh tay lái qua một bên. Nào ngờ lao thẳng vào cái hố xí nhà thằng Quân hàng xóm, khiến bức tường thủng một lỗ to. Thằng Quân đang ngồi một tay cầm giấy, một tay cầm điện thoại lướt top top, thì chỉ thấy rầm một tiếng, làm nó sững người ngay bên cạnh nó. Bức tường hố xí bị một con xe hút thẳng vào, làm thủng một cái lỗ lớn nhìn ra ngoài. Thì thấy thằng Tèo đang bỏ dưới đất, miệng la oai oái. Ôi trời ơi, quỷ tập kích, quỷ tập kích. Ngọc bên trong nhà nghe tiếng thằng bạn kêu thì cũng chạy ra. Vừa ra đến nơi thấy thằng Tèo đang bò dưới đất, miệng vẫn còn kêu. Nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt thằng Quân đang nhìn mình. Nhìn xuống một chút nữa thì Ngọc đỏ bừng mặt chạy vào nhà. Thằng Quân đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thấy Ngọc đỏ bừng mặt chạy vào nhà thì nó giật mình vội vàng kéo quần chạy đi vừa chạy vừa ngoái lại chửi thằng tèo thằng tèo nhá mày làm ông mất mặt trước em ngọc mày đợi đấy bố ghi sổ thằng tèo thấy mình gây hòa liền vội vàng dựng xe lên vội vàng dắt về vừa vào cổng thì thấy mấy thằng âm binh đang túm tùm xì xào thỉnh thoảng có thằng liếc trộm tèo một cái rồi cả đám cười rú lên mấy nhà hàng xóm đang chuẩn bị ăn cơm tối tự dưng nghe thấy tiếng đám quỷ cười thì sợ hãi chui tọt vào trong nhà đóng cửa. Khôi dồi ôi, con Ngọc với thằng Tèo lại luyện binh rồi. Mấy con chó trong xóm nghe thấy tiếng cười của đám này cũng sủa lên nhấm nhằng, đoạn cục đuôi mà lẩn mất. Thấy mấy thằng âm binh cứ lấm lét, Tèo biết ngay là bọn này đang nói xấu mình. Dựng xe qua một bên, Tèo liền rút từ túi ra một quả pháo mà châm lửa, ném về phía đám âm binh. Nào ngờ trong đám âm binh có một thằng đã tu luyện đến trình độ gọi là chuyên nghiệp. Nó bắt lấy quả pháo rồi ném luôn qua nhà thằng Quân bên cạnh. Thằng Quân lúc này đang nhòm nhòm chỗ cái xí, xem có ai không để chèn mấy viên gạch vào chỗ bị thằng Tèo đâm thủng. Đang nhìn ngó thì tự dưng nó thấy có một thứ được ném từ bên nhà Ngọc Sang. Không biết thế nào, cái thứ đó chui tọt luôn vào cái hố. Linh cảm có việc chẳng lành, thằng Quân vội vàng chạy đi. Vừa chạy được vài bước thì một tiếng nổ đánh đùng cái hố xí từ thời các cụ để lại sau vụ nổ thì sập hẳn khói bụi mù mịt, kèm theo đó là những thứ xanh xanh vàng vàng bắn ra tung tóe. Thằng quân đứng gần đó cũng bị giật mình mà ngã lăn quay, lồm cồm bỏ dậy nhìn cái hố xí đổ sập, nó mếu máu mà trời. Bịt bẹ cái thằng tèo nhá, mày đợi đấy. Sau tiếng nổ mấy thằng âm binh cũng trốn hết ra sau nhà, chỉ còn lại tèo đứng một mình giữa khoảng sân nhìn qua nhà thằng quân thấy bên đó bụi đất mù mịt nó nhầm nhầm rồi xách cái túi vịt quay đi vào nhà không phải mình ném không phải mình là thằng âm binh đến tối sau khi bị ngọc dùng chổi đánh cho một trận càn tội chơi ngu thằng tèo lếch thách ôm cái mông bị đứa bạn vụt qua xin lỗi thằng quân tiện mời qua ăn tối quân là con cả trong gia đình Thằng này thì bố mẹ đi làm ăn xa nên sống một mình, được cái là tốt tính. Từ hồi ông Thể Long đưa Ngọc với Tèo vô về thì nó đã kết luôn em Ngọc. Dự định đến tuổi là tán nhưng lại sợ thằng Tèo vớ vẩn nó ốp cho quả mềm thì nhục. Sau khi xin lỗi thằng Quân và hứa sẽ gọi thợ sửa lại cái hố xí, hai thằng Quân Tèo lại ôm vai bá cổ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế này nhá, hôm nay em mua thịt vịt anh qua ăn với hai đứa bọn em cho vui còn cái kia để mai rồi tính nói xong tèo khoác vai quân vừa vào đến sân thì thằng quân há hốc mồm chảy nước miếng trước mặt nó ngọc lúc này đang mặc cái áo phông bó sát người thêm quả quần đùi đang bê mâm thịt vịt đặt xuống cái bàn tèo đứng cạnh thấy vậy tưởng thằng quân thèm thịt vịt thì cười này ông ánh làm gì mà cứ như chưa từng thấy vịt quay bao giờ vậy Thằng Quân đang mải ngắm nhìn em Ngọc Thấy thằng Tèo hỏi thì nó trột ra ấp uống Ờ uh, uh, thì Thì là Thì lâu rồi không ăn nhìn nó thèm thèm <laughs> Nói xong thì cả ba đứa ngồi vào mâm Vừa cầm cái đùi vịt lên thì Ngọc nhớ ra Đoạn quay về phía Tèo Ngày mai đi Bắc Giang có việc Tí nữa mày chuẩn bị đồ nghề đi Tèo vâu đang múc cái chân vịt Nghe vậy nó dễ này Đi làm gì Mai tao có hẹn với bạn rồi Mày đi mình đi, không thì anh Quân đi cùng Nói đoạn Tèo quay qua Chùi chùi tay vào áo thằng Quân Vừa nghe được đi cùng em hàng xóm Thằng Quân ném luôn miếng thịt Đang ăn xuống bát rồi vỗ ngực Em yên tâm, có anh ở đây Anh đảm bảo không một thằng nào Động vào được một cọng lông của em Nghe thằng Quân nói vậy Tèo cũng nói thêm vào Đúng đấy, mày cứ đi cùng anh Quân Cùng lắm người ta đánh sơ sơ Vài tiếng rồi thả hả đang ưỡn ngực ra oai nghe thằng tèo nó xỏ xin thằng quân bực mình nó vớ luôn chiếc dép gần đó dứ dứ về phía tèo mà cảnh cáo ngọc thấy hai thằng này sắp bắt đầu làm loạn thì trừng mắt quát không hẹn hò với đứa nào hết ngày mai cả ba cùng đi nói đoạn ngọc rút từ phía sau ra một cây gậy đặt bên cạnh rồi tiếp tục ăn tèo thấy bạn rút đồ thì rụt rè nói ờ ừ thì đi Xong cả ba đứa tiếp tục ăn uống. Sáng hôm sau trong lúc Tèo đang đánh răng sụt cả bọt mép, thì có tiếng xe ô tô đỗ ngoài cổng, kèm theo là tiếng mở cửa xe. Thế vậy thằng Tèo định đi ra xem là ai vừa bước được vài bước, thì rầm, cánh cổng bị đá bật tung từ bên ngoài. Thằng Quân khảnh khạng đi vào. Thấy thằng Tèo vẫn cắm cái bàn chải trên mồm, nó ngạc nhiên. Ơ, ờ, bảo sáng đi mà giờ này mày mới đánh răng. Đoàn nó đẩy thằng Tèo qua một bên mà gọi ông ống. Ngọc ơi! Xong chưa em ơi? Anh thuê xe rồi. Một lúc sau Ngọc từ trong nhà đi ra, một tay xách cái vali nhỏ, tay còn lại thì cầm một cái tay nải ra sân. Thấy thằng bạn vẫn ngầm bàn chải đánh răng nó bực mình, liền sút vào mông thằng Tèo một cái rồi ném cho Tèo cái tay nải đoạn đi thẳng. Bị sút, Tèo xoa xoa cái mông, nhổ chỗ bọt trong miệng ném cái bàn chải đánh vèo, rồi cũng chạy ra mở cửa, Thằng Quân thấy vậy chỉ cười cười rồi mở cửa ngồi lên ghế trước. Ngồi xe gần 3 tiếng đồng hồ cũng đến làng thượng thuộc Bắc Giang. Vừa xuống xe đập vào mắt cả bọn là những vườn vải sai chữ quả. Bỗng thằng Tèo cất tiếng hỏi. Giờ bọn mình làm gì? Ngọc không quay lại mà đáp. Đi tìm xem có nhà trò hay nhà nghỉ nào không? Chúng ta phải điều tra một chút. Trong ngôi làng này có vấn đề giữa ban ngày âm khí bay khắp nơi có cả quỷ khí. Mà mùi này thì chắc chắn không phải là con quỷ bình thường rồi nghe ngọc nói vậy thằng quân cũng hít hít thử đoạn quay qua thằng tèo thắc mắc tèo tèo anh mày chỉ người thấy mùi thuốc sâu thoang thoảng làm gì người thấy mùi gì khác đâu vợ quay qua thì nó giật mình thằng tèo lúc này đang cầm trên tay túm vải mà nó bẻ trộm nhà gần đó ăn ngon lành thấy thằng quân nhìn mình tèo giữ giữ túm vải đoạn nói Ông anh là người trần mắt thì thì biết cái gì Này Ăn vải không Nhìn chùm vải trên tay Thằng tèo thằng quân tái xanh mặt nó nghĩ Đéo mẹ vải người ta vừa mới phun thuốc mày đã hái ăn Thằng này chắc chắn là cầm tinh con thao thiết cái đéo gì Cũng bỏ vào mồm Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gọi của Ngọc từ xa Uầy, đi thôi Thằng Quân nhìn lên thì thấy Ngọc với Tèo đã đi được một khoảng xa Lúc này nó mới vội vã kéo cái vali mà chạy theo. Tại nhà Lão Sơn lúc này, tiếng mụ bưởi gọi con Hương vang lên từ dưới bếp. Hương! Hương ơi! Con Hương từ trên nhà nghe tiếng gọi cũng vội vàng đi xuống. Dạ, mẹ gọi con có việc gì vậy? Vừa xuống đến nơi thì con Hương sững người khi nhìn trên tay mụ bưởi đang cầm một cái túi. Bên trong là một quả tim máu vẫn còn dính xung quanh túi. Thấy con dâu xuống mụ bưởi nói như trách móc Còn đó Mua đồ ăn thì phải cất kỹ Không cho mèo nó ăn mất quả tim này Đoạn mụ dùng dao cắt quả tim Thành những miếng nhỏ Vừa ăn rồi đem đi nấu Mà mụ không biết Thứ mụ đang nấu không phải là tim lợn Tối hôm đó trong lúc ngủ Mụ bưởi gặp một giấc mơ Trong cơn mơ Mụ thấy một người bị thủng một lỗ to trước ngực Đang đứng cuối giường dùng một ánh mắt oán giận mà nhìn mụ chằm chằm. Mụ bưởi chỉ biết úa ớ trong miệng mà không thể động đẩy được, thì mụ thấy đau nhói ở một bên mặt khiến mụ tỉnh giấc. Mụ ngơ ngác nhìn quanh, không thấy người vừa nấy đâu, trong căn phòng lúc này chỉ có mụ với lão sơn, đang nhìn mụ một tay chuẩn bị dơ lên và cho cái nữa. Thấy vậy mụ bưởi vội vàng che mặt. Thôi thôi tôi tỉnh rồi Đến đây lão Sơn mới nằm xuống lào bầu trong miệng và ở với cha con Ú ớ cái đéo gì Lão bầu trời xong Lão lại chìm vào giấc ngủ Lúc này ngoài đường đám ngọc tèo đang lang thang Bỗng thằng tèo thấy cạnh bụi tre Phía trước có hai thân ảnh người con gái Đang đứng như đang đợi ai đó Sẵn tính mê gái Thằng tèo hớn hở chạy lên định làm quen Nhưng bị ngọc túm cổ lôi lại Đoạn nó chỉ chỉ Mày không thấy có gì lạ lạ Thằng Tèo bị bạn lôi lại thì nó xị mặt Cái gì lạ Tao thấy bình thường có gì lạ đâu Đến đây Ngọc mới thủ thì Mày không thấy hai đứa kia chân không chạm đất à Thằng Quân nghe vậy Nó cũng nhau mắt nhìn Thì sợ điếng người Hai đầu gối đánh lô tô Nó run run hỏi Thế 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 giờ phải làm sao Nói xong thằng Quân nép ra sau lưng Ngọc thủ thì Ngọc em em lên bắt bọn nó đi ngọc nghe vậy thì cười gian kéo cả hai thằng nép vào bụi cây gần đó đoạn rút ra hai lá bùa một dán vào lưng tèo cái còn lại thì dán vào người mình thấy vậy thằng quân ngơ ngác còn còn anh đến đây ngọc mới kéo thằng quân lại gần mà thì thầm vừa nói vừa đánh mắt về phía hai con quỷ phía xa nghe xong thằng quân giấy này ấy ấy không được nghe vậy ngọc liền trừng mắt gàn rau anh mà không đi á bọn em mặc kệ anh ở đây cho hai con kia làm thịt thấy em hàng xóm định bỏ mình lại thằng quân mới cắn răng đồng ý đoạn nó đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi tiến đến chỗ hai đứa con gái đang đứng đến gần thằng quân trợn mắt khi thấy dù biết là quỷ nhưng nhìn từ trên xuống hai đứa này khúc nào ra khúc đấy thằng quân lắp bắp Ch chào hai em à, Anh đứng đây từ chiều Thấy có người hỏi Hai đứa con gái liền quay lại Thấy là một thằng thanh niên lạ Bọn nó liền trả lời Chào anh Giọng nói nửa ngọt ngào nửa âm u Khiến lông gà lông vịt thằng quân dựng đứng Nó lắp bắp à, 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 Tối rồi à, Hai em còn đứng đây làm gì Hai đứa con gái không để thằng quân nói xong Liền đáp Bọn em đi qua nhà bạn Mãi chơi lúc về thì tối mất Nên bọn em đứng đây xem có ai đi qua thì hỏi đường Hay là anh đưa bọn em về được không Dù biết là quỷ đấy Nhưng nhìn hai con này ngọt nước Máu xí gái của thằng Quân nổi lên Nó ướn ngực mà nói Ờ được ờ, Để anh đưa hai em về Rồi nó đi lên trước dẫn đường Dù đường đi ở đây nó cũng mù tịt Chỉ đợi thằng Quân quay đi Hai đứa con gái liền hiện nguyên hình Chồm về phía nó Bỗng từ sau lưng hai con quỷ có một giọng nói cất lên Uê, làm gì đây? Hai con quỷ nghe thấy tiếng nói thì giật mình nhìn lại Thì thấy Ngọc với Tèo đã đứng đó từ khi nào Không để hai con quỷ chờ lâu Ngọc Tèo liền lao lên túm cổ Đè nghiến cả hai xuống Thằng Tèo nó còn tiện tay vỗ vào mông con quỷ đang giữ Bị bất ngờ hai con quỷ không kịp phản ứng liền bị Ngọc với Tèo bắt lại con quỷ bị tèo vỗ mông thì nhận quá Liền ngoạc mồm trời Mẹ thằng béo Ai cho mày vỗ mông tao Thằng chó thả tao ra Thấy hai con này còn kháng cự Ngọc liền tặng cho cả hai Mỗi con một cái tát Khiến hai con quỷ nổ cả đom đóm mắt Đoạn đốt từ túi hai lá bùa Thu hai con quỷ lại Tèo đang hứng chí khi đẻ con quỷ xuống Thì bị Ngọc thu lại Nó nhăn mặt Đéo mẹ đang vỗ sướng Nghe thằng bạn nói vậy Ngọc liền sút vào mông thằng Tèo rồi mắng Mày đó Quỷ mà cũng không tha Bỗng Ngọc giật mình nhìn quanh Lão quân đâu rồi Thằng Tèo đang phủi bụi trên người Cũng nhìn lên Ơ nãy vừa đứng đây mà Cả hai đang nhìn ngang dọc Thì có một giọng nói âm u từ xa vọng lại Các người được lắm Dám bắt người của ta Rồi các người sẽ nhận hậu quả Nghe vậy Ngọc liền dậm chân bành bạch mà chửi Mẹ con kia Mày không thả bạn tao ra thì mày liệu hồn Hóa ra trong lúc Tèo với Ngọc đang đè hai con quỷ Thì con Hương đứng gần đó thấy Nó liền chộp lấy thằng Quân mà lôi đi Chỉ thấy từ xa vang lên tiếng cười gây sợn của con Hương Kèm theo đó là tiếng thằng Quân kêu oai oái Cứu anh với Ngọc ơi Tèo ơi Ôi dồi ôi đừng nắm vào chỗ đó Ôi dồi ôi Ngọc với Tèo sững lại một lúc rồi cả hai vắt chân lên chạy về phía tiếng thằng Quân phát ra. Được một lúc cả hai dừng trước nhà Lão Sơn mụ bưởi. Ngọc ngập nghĩ một lúc rồi nhận ra đây chính là địa chỉ mà vong hồn bà cụ đã nhờ nó đến giúp. Nhìn ngó một lúc rồi Ngọc quay qua nói với Tèo. Đi về nhà trọ ngày mai bọn mình đến sự con này. Nói xong Ngọc quay lưng mà đi không quên dán một lá phủ trước cổng nhà Lão Sơn thấy bạn quay đi tèo liền chạy theo mà thắc mắc ơ thế không cứu lão quân à lỡ con kia nó đem đi làm thịt thì sao ngọc vẫn đi mà trả lời một cách bình thường không có một chút lo lắng nào không sao mình nắm trong tay hai quỷ hầu của nó không phải sợ mà tí nữa mày làm phép gọi đám khủng nghèo đến đây tao thấy con này hơi khó chơi lúc ngọc và tèo về đến nhà nghỉ thì cũng qua nửa đêm chỉ thấy thằng lễ tân ngồi ngủ gà ngủ gật thấy có người vào nó cất cái giọng uể oải uh, chào anh chị anh chị uh, thuê theo giờ hay là theo ngày cho em mượn cái căn cước ngọc với tèo nghe vậy thì ngạc nhiên quay qua nhìn thằng lễ tân theo mẹ mới thuê phòng buổi sáng mới đi ra ngoài được một chút mà nó đã thế cả hai không trả lời thằng lễ tân định hỏi tiếp thì thằng tèo giơ cái chìa khóa phòng ra mà lắc lắc bọn tôi thuê từ sáng rồi. Nói xong cả Ngọc và Tèo cùng lên phòng mới đóng cửa. Chỉ thấy thằng Tèo rút từ trong túi ra một cái điện thoại rồi bấm bấm áp lên tay. Sau vài giây bên kia cất lên một giọng nói đầy lạnh lẽo. Alo. Nghe được giọng nói từ bên kia, thằng Tèo liền cười hì hì. Không nghèo à, có lệnh từ chị Đại. Mày điều ngay một đại đội đến vị trí này cho tao ngay lập tức nhé. Xong tao gửi vị trí cho Đầu xe bên kia im lặng một lúc Để trả lời duy nhất một câu Rõ Nhận được câu trả lời Thằng Tèo cúp máy Đoạn quay qua nói với Ngọc Ngày mai mày tính thế nào Ngọc lúc này đang ngồi trên giường Cầm một cái cục gì đó Giống viên gạch mà ngắm nghĩa Thấy thằng Tèo hỏi vậy liền đặt qua một bên rồi nói Đợi đám âm binh đến đổi chúng mình bàn bạc Còn bây giờ Khảo hai con vòng vừa nãy xem sao. Vừa nghe được từ Khảo, vòng mắt thằng Tèo sáng lên, ngay lập tức chạy đến chỗ cái tay nải, rút từ bên trong ra một cây thước dài ba tấc, trên thân được khắc đầy ký tự loàng ngoằng Cầm trên tay mà cười híp mắt, Ngọc thấy cái mặt thằng bạn mình vậy thì hiểu ngay. Phát này hai con quỷ này khổ với thằng béo này rồi. Cầm lá bùa trên tay, Ngọc chỉ phất một cái từ bên trong, bày ra hai thân ảnh người phụ nữ. Vừa chạm đất, hai con quỷ trồm lên định bỏ chạy, thì chỉ thấy hai tiếng bốp bốp. Hai con quỷ mới chỉ trồm lên, thì bị tèo dùng thước khảo cho mỗi con một cái, khiến hai con quỷ lăn quay ra sàn ôm đầu mà kêu lên. Ôi ơi, trời ôi, trời sập trời sập Ngọc ngồi trên giường thấy hai con này ăn vạ thì chỉ tay, dùng cái giọng như đi thu họ mà nói. Hai con kia, Mày có biết mẹ mày là ai không? Cầm cái mồm lại. Hai con quỷ nhìn lên thì thấy một con ranh đang chỉ tay mà hỏi mẹ nó là ai. Thì tức giận định trồm lên mà móc tim. Thì đánh cốp cốp. Hai con quỷ mỗi con ăn một thước của tèo thì choáng váng. Trên giường vẫn cái giọng đó ngọc hỏi. Chúng mày là ai? Từ đâu tới? Chúng mày đứng ở bụi tre làm gì? Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng. Nếu ngoan cố tao ném chúng mày xuống âm phủ cho các ngài xử lý. Ăn hai thước của thằng Tèo cộng với lời đe dọa của Ngọc, hai con quỷ cũng ngoan ngoãn hơn, liền khai tốt tuần tuột những gì chúng nó đã làm, giết những ai và như thế nào. Nghe xong, Ngọc gật gù rồi nhìn về phía Tèo gật đầu một cái. Hiểu ý thằng Tèo liền lầm dầm niệm chú, ngay sau đó từ dưới sàn nhà một hố đen xuất hiện. Từ bên trong chui ra hai quỷ sai. Mã diện định nói gì đó thì Ngọc chỉ chỉ vào hai phong quỷ đang nằm dưới đất mà thì thầm với ngưu đầu mã diện. Hai con này thuộc thành phần cực kỳ nguy hiểm. Hai vị đưa chúng nó xuống chăm sóc đặc biệt. Nhớ là chăm sóc đặc biệt nhé. Đoàn đánh mắt qua thằng Tèo. Hiểu ý. Bạn thằng Tèo rút từ trong tay nải ra một sấp tiền giấy mà rúi vào tay mã diện từ cười hề hề. Có ít lòng thành mời hai bị uống trà mã diện nhìn sắp tiền trong tay rồi nhìn qua ngưu đầu rồi lại nhìn sắp tiền đoạn cả hai chắp tay đa tạ sau đó ngưu đầu mã diện liền vung dây xích trói hai vòng quỷ rồi nhảy xuống hố đen xuống âm phủ đi được một đoạn xa mã diện quay qua hỏi ngưu đầu ngưu ca huynh thấy chúng ta cầm tiền của quận chúa có sao không ngưu đầu đi bên cạnh liền trả lời bằng cái giọng run run Ừ, chắc là không sao Mà sau bao nhiêu năm cứ mỗi lần ta gặp quận chúa là run Đeo mẹ nằm đó chỉ vì Diêm Đại Nhân nợ tiền Không trả vị quận chúa thịt luôn con chiến kê Diêm Đại Nhân thích nhất đó Mà thôi không nói nữa Mau mau hoàn thành nhiệm vụ rồi đi uống rượu Quay lại chỗ Ngọc Thằng Tèo nhòm ra cửa sổ Thì thấy thằng Hùng nghèo đã đến Một trăm thằng âm binh đến cửa nhà nghỉ Liền sồng sộc lao vào chỉ thấy một đám âm binh đứng chen chúc với nhau trong căn phòng ngọc với tèo thì đứng giữa phân phó nhiệm vụ xong ngọc phất tay cho đám âm binh đi rồi lên giường đi ngủ sáng hôm sau ngọc với tèo vệ sinh cá nhân xong liền đi thẳng đến nhà lão sơn vừa đến cổng thì thấy đám âm binh hùng nghẹo đứng đó đám âm binh thấy ngọc đến liền cúi đầu chào chị thấy vậy ngọc liền phất tay ngay lập tức trăm thằng âm binh liền xông thẳng vào nhà lão sơn trong nhà mụ bưởi đang quét nhà còn lão sơn đang hút thuốc lào từ bên ngoài ngọc với tèo đi vào bác có phải là hoàng văn sơn con của bà nguyễn thị biện lão sơn nghe vậy thì ngạc nhiên đoàn mời ngọc với tèo ngồi xuống bàn ờ à, hai đứa là ai đến đây có việc gì sao lại biết bà cụ thân sinh nhà bác ngọc liền tiếp lời Cháu là Ngọc Còn đây là bạn cháu Còn việc vì sao cháu biết bà cụ nhà bác Là bà cụ đã đến nhờ cháu đó Đến đây Lão Sơn tức giận đập bàn cái rầm Vớ vẩn Bà cụ đã chết từ lâu làm sao mà đến nhờ mày được Thầy Lão Sơn tức giận Ngọc liền hất cầm cho hai thằng âm binh Túm tay Ghi Lão Sơn xuống bàn Mụ bưởi đứng gần đó thấy vậy hốt hoảng Chạy tới định giúp chồng nhưng không thành một thằng âm binh đứng gần đó thấy mụ bưởi định lao lên. Không một động tác thừa, thằng âm binh liền lao đến. Mụ bưởi chỉ thấy vù một cái nhìn lại thì đã thấy mụ bị một thằng âm binh khống chế. Đợi một lúc cho vợ chồng Sơn bưởi bình tĩnh trở lại, Ngọc mới phất tay ra hiệu cho mấy thằng âm binh thả cả hai gia đoạn nói. Hai bác không tin cũng không sao, cháu sẽ có cách để hai bác tin. Nói xong Ngọc cũng không để vợ chồng lão Sơn trả lời, liền nhìn về phía thằng Tèo gật đầu. Hiểu ý bạn chỉ thấy nó chắp tay lẩm nhẩm niệm chú dứt lời từ bên ngoài xuất hiện hai quỷ sai, dẫn theo một bà cụ đi vào. Ngọc nhìn về phía vong bà cụ biển đang đứng đó rồi nói. Tèo, mày biết phải làm gì rồi đấy. Thằng Tèo không biết lấy từ đâu được chùm vải. Đang nhồm nhòm ăn, thấy Ngọc nói vậy. Nó hiểu ý, liền ném chùm vải qua một bên đoàn lấy trong túi ra một lọ nước để tươi cười vẫy vẫy tay về phía vợ chồng lão sơn <laughs> hai bác lại đây cháu bảo lại đây lão sơn đang bực trong người thấy thằng oắt con nó vẫy vẫy thì hậm hực đi tới chỉ đợi lão sơn đến gần thằng tèo liền chấm tay vào lọ nước để hướng về phía mặt lão sơn bốn cái tách không kịp phản ứng lão sơn bị vài giọt nước bắn vào mắt lão chỉ thấy một cơn bỏng rát khiến lão ôm mặt mà gào thét. Ôi trời ơi, mắt, mắt tôi. Nhưng chỉ vài giây sau cơn bỏng rát biến mất, lão Sơn liền dụi mắt vài cái nhìn lên. Thì thấy thằng Tèo đang nhăn nhở cười, khiến lão nóng mắt, đang định lao đến tận cho thằng ôn con này một trận. Thì lão cảm thấy xung quanh có những ánh mắt đang nhìn mình. Lão Sơn liền đánh mắt nhìn quanh, không nhìn thì không sao. Vừa nhìn thì lão sợ tái xanh mặt trong mắt lão sơn lúc này trong nhà không chỉ có vợ chồng lão và hai đứa oắt con kia mà trong nhà lúc này có hơn chục người mặc đồ đen đang đứng xung quanh đặc biệt là trước cửa buồng vợ chồng con trai lão lúc này đang có năm người đứng thành một hàng thủ thế mà nhìn vào bên trong chợt lão giật mình khi bắt gặp một thân ảnh mà lão không thể quên được lão sơn quỳ sụp xuống mà khóc mẹ mẹ ơi Vòng hồn bà biển định lại gần để ôm lấy thằng con trai Thì bị một quỷ sai ngăn lại Dừng lại Âm dương khác đường Người không được đến gần hắn Bị quỷ sai ngăn lại Vòng hồn bà biển chỉ biết dưng dưng nước mắt Hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ngọc Đến đây Ngọc mới đứng dậy đi đến cạnh Lão Sơn Thế uh, bây giờ bác đã tin chưa? Lão Sơn đang khóc nghe Ngọc hỏi vậy, liền cố kiềm chế, Đoạn đứng dậy đi đến bàn thờ thắp lên vài que hương Rồi quay qua hỏi lại Thế uh, do cuộc Khải đưa đến đây có việc gì? Mụ bởi từ lúc nãy thấy lão chồng mình ôm mặt la hét Thì sợ quá mà chui luôn xuống gầm bàn Thầy lão Sơn hỏi vậy Mụ cũng thò đầu ra mà dậu cái mỏ lên Đúng rồi, rốt cuộc là có việc gì thế? Không để mụ bưởi nói nốt câu, thằng Tèo lại búng tách một cái, chỉ thấy mụ bưởi ôm mặt mà lăn lộn dưới gầm bàn cũng giống lão sơn chỉ vài giây sau mụ mở mắt xui thầy vừa mở mắt ngay sát mặt mụ có một gương mặt trắng bạch dí sát vào mặt đến đây mụ bưởi chỉ nấc lên một tiếng rồi ngất lịm bỗng có một tiếng rầm phát ra khiến cho cả ba người giật mình nhìn lại chỉ thấy cánh cửa buồng vợ chồng con trai lão sơn bật tung một luồng quỷ khí bay thẳng về phía ngọc chỉ thấy ngọc không động đậy chỉ nghiêng đầu tránh khỏi đòn tấn công từ trong buồng vang lên tiếng của con hương chúng mày giỏi tao chưa tìm đến chúng mày tính sổ mà chúng mày tự dẫn xác đến có giỏi thì chúng mày vào đây ngay lập tức ngọc cùng chục thằng âm binh lao thẳng vào trong chỉ thấy tiếng đánh đấm tiếng la hét của mấy thằng âm binh kèm theo là tiếng đổ vỡ của đồ đạc thằng tèo bên ngoài nghe tiếng đánh nhau bên trong ác liệt quá làm nó tò mò liền chạy đến nhòm nhòm vào nào ngờ vừa mới thò đầu nhìn vào thì từ đâu một nắm đấm bay tới một bên mắt của nó Khiến thằng Tèo bật ngựa ra đất mà ôm mắt Lão Sơn thấy thằng Tèo ăn đòn liền vội vàng chạy đến đỡ Vừa mới đỡ được thằng Tèo dậy Thì từ trong buồng một chiếc ghế bay ra đập thẳng vào đầu Lão Sơn Làm Lão lảo đảo rồi cùng thằng Tèo lăn quay ra sàn Được một lúc tiếng đánh nhau dừng từ trong buồng ngọc Cùng bốn thằng âm binh đi ra Hai thằng đi sau cùng còn lôi theo một nữ quỷ áo đỏ bị đánh toe tua. Ném nó xuống. Ngọc cất tiếng ra lệnh, hai thằng âm binh liền ném nước quỷ xuống. Thằng Tèo thấy nước quỷ bị đám âm binh lôi ra, nó cũng lồm cồm đứng dậy. Thầy Lão Sơn nằm lăn quay cạnh mình, nó liền đá vào mông Lão. Dậy dậy bác ơi! Bị đá, Lão Sơn liền bật dậy mồm kêu oai oái. Ôi trời ơi! Quỷ nó đánh tôi! Quỷ nó đánh tôi! Thầy lão Sơn bổ lu bổ loa Thằng Tèo liền giữ lão lại chỉ chỉ Quỷ nào Con quỷ đang nằm kia kìa Lão Sơn nhìn theo hướng tay thằng Tèo chỉ Vừa nhìn thì lão tái mặt liền túng thằng Tèo tránh phía trước run run Đến đây Ngọc mới kéo một chiếc ghế đặt ra trước mặt nữ quỷ Đoạn ngồi xuống hỏi Mày là ai? Tại sao lại chiếm sắc con dâu nhà này? Lý do vì sao mày lại giết người trong làng? Khai báo đúng sự thật sẽ được khoan hồng Ngọc rút ra một điếu thuốc châm lên rít một hơi Không thấy nữ quỷ trả lời Ngọc hất cầm cho một thằng âm binh gần đó Thằng này hiểu ý Nó liền tiến đến túm cổ nữ quỷ lên mà vả Vừa vả nó vừa chửi Mẹ mày không nói này Bướng này Ăn vài cú vả nổ đom đóm mắt Nữ quỷ mới nhộm dậy quỷ xuống vái lạnh Xin người tha cho tôi Xin người Kiếp trước tôi và Thanh Minh Kiếp này là nam là vợ chồng nhưng sống hạnh phúc chưa được bao lâu Thì Minh dở thói trăng hoa cưới thêm vợ bé À ta cũng chính là hương kiếp này À dùng thuốc cho tôi mụ mị đầu óc Rồi dựng cảnh tôi ăn nằm với người ở Để nhằm chia cắt vợ chồng tôi Lần đó tôi bị oan nhưng chẳng ai tin Họ cho tôi là lăng loạn chắc nết Nên trốn sống tôi Tôi hận lắm Dù hận nhưng tôi một lòng một dạ với thanh minh Kiếp trước chúng tôi không được ở bên nhau Ngỡ kiếp này sẽ nối duyên nhưng vì tôi quá oán hận mà thành quỷ dữ, giết quá nhiều sinh mạng nên không thể đầu thai. vậy nên kiếp này chỉ có thể ở đó chờ anh, nhưng lại một lần nữa chứng kiến anh bên cạnh con ả đàn bà kia, tôi làm sao mà chịu nổi? vậy nên tôi phải giết chết ả, mượn xác ả để hoàn hôn. nghe vòng quỷ kể, ai cũng thấy thương nhưng mọi chuyện ả làm ra trời đất không dung thứ. nữ quỷ đang định nói thêm liền bị ngọc ngắt lời. Thôi không nói nhiều mất thời gian Có gì thì xuống dưới kia tự giải thích với các quan Ngọc niệm chú Từ dưới sàn nhà lại xuất hiện một hố đen Kèm theo đó là hai vị quỷ sai Hai ngày dẫn con này đi Nhớ chăm sóc đặc biệt Nghe vậy quỷ sai không chần chừ lâu Liền dùng xích Chói nữ quỷ lại Còn được tặng thêm một cái gông Xong xuôi liền bị lôi xuống hố đen Hai tên quỷ say dẫn vong bà cụ Cũng nhảy tót xuống hố Lão Sơn đứng nép sau lưng thằng Tèo Thấy vậy cảm thán Giỏi thế Đéo mẹ quỷ sai còn phải hành lễ giỏi thật Đang cảm thán bỗng Lão Sơn ngửi thấy một mùi hôi tanh Khiến Lão nhăn mặt Thằng Tèo lúc này đang xoa xa con mắt Vừa bị đấm tím xì Cũng ngửi thấy mùi hôi thối Nó nhăn mặt lẻ lưỡi Mùi đéo gì ghê thế Đến đây Ngọc rít nốt hơi thuốc búng cái đầu lọc đi rồi đứng dậy vươn vai con dâu bác bị quỷ giết hai đội chiếm xác bây giờ con quỷ bị bọn cháu bắt nên cái xác của chị ấy bị thối giữa. không tin bác vào trong mà xem lão sơn nghe vậy cũng chỉ biết làm theo bịt mũi đi vào vừa vào đến nơi đập vào mắt lão nằm trên giường lúc này là cái xác của con hương đang phân hủy những ổ giỏi đang ngoe nguẩy khiến cho thức ăn trong bụng lão trực trở nôn ra sững sờ một lúc thì lão sơn vội vàng bịt miệng bịt mũi chạy ra ngoài mà nôn hết những thứ mà sáng lão đã ăn ra ngoài nôn xong lão vội vàng chạy vào lay mụ bưởi vừa lay lão vừa mếu máu tỉnh dậy bà ơi tỉnh dậy bà ơi lão sơn lay một lúc thì mụ bưởi cũng tỉnh thực ra là mụ tỉnh từ vừa nãy rồi do sợ ma nên mụ nằm đấy cứ coi như mình bất tỉnh thật mụ bưởi từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt mụ là gương mặt của lão Sơn đang méo máu khóc. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ông lại khóc? Thấy vợ mình đã tỉnh, lão Sơn liền kể hết những thứ mình đã thấy cho mụ nghe. Nghe xong mụ bưởi liền bật dậy chạy thẳng vào phòng con mụ vừa vào đến nơi. Mụ liền quỳ sụp xuống bên giường mà khóc. Hưởng ơi là Hương! Sao còn bỏ bố bỏ mẹ bỏ thằng Nam mà đi con ơi? Chỉ thấy mụ bưởi vừa khóc vừa lay cái xác đang phân hủy của con Hương Ai bảo khắc máu tanh lòng chứ Dù là con dâu thì vẫn là con của mình Nghe mụ bưởi khóc Ngọc với Tèo cũng rơm rớm nước mắt khóc theo Chợt Ngọc nghĩ đến cái gì đó Lúc đó Nam về tới Vừa hay nghe được toàn bộ sự việc Trong đầu nó chẳng nhớ nổi mảnh ký ức xưa cũ ấy Giờ đây vợ nó chết Còn nó cũng vong mạng Người đau đớn tột cùng nhìn thấy xác hương nó muốn lao vào nhưng bị thằng tèo ngăn lại thôi chết còn anh quân đến đây ngọc vội vàng nói với lão sơn đang đứng gần đó sụt sùi bác gọi người lo tang lễ cho chị nhà bọn cháu phải đi tìm bạn tối hôm qua bị nữ quỷ bắt nói xong ngọc và tèo vội vàng chạy đi bỏ lại lão sơn và mụ bưởi đang đau khổ trước cái chết của con dâu và đứa cháu nhỏ còn chưa được nhìn thấy ánh sáng ngọc với tèo lùng sục khắp nơi trong nhà lão sơn cuối cùng cũng tìm được thằng quân bị nữ quỷ nhét vào cái lồng heo rồi treo lên cột xà ngang của chuồng lợn mồm bị nhét toàn là rơm hạ cái lồng heo xuống vừa lôi thằng quân ra khỏi cái lồng heo cởi trói nào ngờ vừa bỏ chỗ rơm đang nhét ở miệng thằng quân ra thì nó tỉnh nhìn quanh một chút rồi nó bật dậy vui mừng mà ôm chầm lấy ngọc sống rồi sống rồi bị thằng quân ôm ngọc đỏ bừng mặt liền dùng sức đẩy thằng quân ra rồi chạy đi nào ngờ đẩy mạnh quá khiến thằng quân ngã lăn quay dưới nền chuồng lợn người ngợm dính đầy phân thằng tèo đứng gần đó thấy thằng quân bị ngọc đẩy cắm mặt vào xuống người dính đầy phân thì nó cười hề hề cho chết đi cái tội lợi dụng nào ngờ thằng quân bị ngọc đẩy ngã xuống đống phân lợn lại còn bị thằng tèo nó cười nó tức mình thế là nó bốc luôn mấy cục phân mà ném Thằng Tèo đang cười tiếp mắt, chỉ thấy bụt một phát, nguyên một đống đen đen xanh xanh bay thẳng vào mặt. Mày cười này! Thằng Quân vừa chửi vừa bốc ném thằng Tèo không chịu thua thằng Tèo cũng nhảy vào bốc ném lại. Thằng Quân coi, mày ném tao nè! Ngọc đứng từ xa nhìn hai thằng dở người mà thở dài. Không sống nổi với hai người mấy nhà hàng xóm xung quanh thấy bên nhà lão sơn ồn ào tiếng khóc tiếng chửi bới vang lên họ cũng tò mò mà bâu kín cổng từ bên ngoài họ thấy trong nhà vang lên tiếng khóc của mụ bưởi não nề còn lão sơn thì đang gọi điện cho ai đó sáng hôm sau sau khi lo đám ma cho con hương xong đám ngọc tèo và quân cũng lên xe đi về hải phòng khi về thằng tèo còn tiện tay cầm nhầm vài chùm vải của nhà lão sơn về trên xe lại vang lên tiếng cười đùa tiếng cãi cọ của hai thằng quân tèo. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn tác giả Manh Quỷ đã hợp tác cùng kênh. Hy vọng rằng sẽ có thật là nhiều những câu chuyện hay hơn nữa gửi về cho kênh để phục vụ quý vị khán giả nhé. Xin chào hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị cùng ngon.